Mục Thần Ký tập 777 đến 780, chúc các bạn xem video vui vẻ. Thiên hà rung chuyển dữ dội, người trước người sau Mạnh Vân Quy, 100 tướng sĩ Vũ Hóa Doanh, này bị chấn động đến mức bên trong tai mắt mũi miệng trào máu không ngừng, Mạnh Vân Quy rên lên một tiếng, lảo đảo lùi về sau. Sức mạnh của một đòn này phần lớn đều tập trung ở trên người hắn, chấn động nguyên thần của hắn đến mức gần như tan vỡ, thiên cung cũng sụp đổ, trong lúc ấy không biết bao nhiêu đại điện bị phá hủy. Thần tàng trong thân thể hắn truyền đến tiếng nổ vang ầm ầm, từng tòa thần tàng hiện ra vết nứt nhìn mà giật mình, từng vết từng đường trông vô cùng đáng sợ. Nhị vệ thần võ đánh tới, mấy đại quân khác thì bọc đánh từ phía trước phía sau, bao vây chiếc lâu thuyền này. Mạnh Vân Quy đột nhiên cười ha hả, lạnh lùng nói, thái tử, chính vào lúc này. Hắn vừa dứt lời, thiên hà rung chuyển dữ dội, sóng lớn cuộn trào. Dưới thiên hà, thân thể huyền vũ to lớn giống như một vùng lục địa nổi lên, nâng từng chiếc lâu thuyền lên trên lưng. Thái tử U Minh thôi thúc thần thông, làm mưa làm gió, khuấy động thiên hà, mang theo từng chiếc thuyền chở đầy nô lệ nam thiên này nhanh chóng rời đi. Thái tử U Minh chính là trưởng tử của nhị đế Huyền Vũ, bản lĩnh và tu vi pháp lực vô cùng hồn hậu, hơn nữa còn có thiên phú dị bẩm. Hắn nâng từng tòa lâu thuyền lên, đánh cho đại quân thần ma của thiên đình không kịp ứng phó, không biết bao nhiêu người bị nuốt vào trong sóng lớn, bị sóng biển trong thần thông của thái tử U Minh khuấy đến nát tan. Thế trận của mấy đại quân khác bị phá, mà thế trận của nhị vệ thần võ cũng xuất hiện một chút tán loạn. Mạnh Vân Quy lập tức nhìn ra sơ hở, dẫn đầu tàn quân lao ra khỏi thuyền, đánh vào nhị vệ thần võ, giết vệ thần võ người ngã ngựa đổ. Thấy hắn muốn dẫn người lao ra khỏi vòng vây, đột nhiên một ánh hào quang xẹt qua, bùm, một tiếng nổ vang, Thiên Vương Dực La nhảy lên lâu thuyền Mạnh Vân Quy vừa đứng. Vù, đôi cánh của Thiên Vương Dực La dương ra, mặt thuyền và phòng ốc trên lâu thuyền đồng thời bay lên, lộ ra vô số người run lẩy bẩy trong khoang thuyền. Có trẻ có già, có nữ nhân hài tử, có thanh niên trai tráng. Mạnh Vân Quy dừng bước, xoay người, hai mắt đỏ lên, khom người thở hổn hển, hung tợn nhìn chằm chằm Thiên Vương Dực La. Thiên Vương Dực La mỉm cười, vẫy tay, một tòa nam thiên môn ẩm ẩm rơi xuống, ép lên thiên hà. Thái tử U Minh đưa những lâu thuyền kia đến nơi xa, đang muốn đi đến cứu giúp Mạnh Vân Quy, bị nam thiên môn này ép một cái, suýt nữa từ giữa sông rơi ra ngoài. Thái tử, người hộ tống lâu thuyền đi trước. Mạnh Vân Quy thẳng lưng, cũng không quay đầu lại, cao giọng nói, ta sẽ đuổi theo người. Thái tử U Minh xoay người, thôi thúc thiên hà, hộ tống những lâu thuyền kia và người dân nam thiên trên lâu thuyền rời đi. Quỳ xuống. Thiên Vương Dực La lạnh lùng nói. Phía sau hắn, mọi người trên thuyền đều quỳ xuống, không có một ai dám đứng lên, có đứa nhỏ muốn khóc, nhưng bị mẫu thân che miệng lại. Thiên Vương Dực La giơ tay, nắm một phụ nhân lên, trên mặt nở nụ cười trêu tức nhìn chằm chằm Mạnh Vân Quy, Mạnh thiên sư, bọn họ chỉ là nô lệ. Chỉ là gia súc, là lương thực của thần ma thiên đình, gia súc hiến tế cho bán thần mỗi năm đều nhiều vô số kể. Năm đó, vì sao ngươi không vì vậy mà phản bội thiên đình? Vì sao vào lúc này mới phản bội thiên đình? Giọng của Mạnh Vân Quy khàn khàn, cười nhạt nói, năm đó ta chỉ nghe thấy, không nhìn thấy. Ta không hề tận mắt nhìn thấy, tuy rằng đau lòng, nhưng có thể nhẫn nại. Hiện tại ta thấy được, đao tâm của ta dao động, cho nên ta muốn tạo phản. Hắn thẳng lưng, lau vết máu ở khóe miệng, ngày trước. Dân chúng Nam Thiên còn có thể sống đến 6-70 tuổi mới biến thành tế phẩm, thế nhưng Thiên Đình và Diên Khang khai chiến, chiến tranh kéo dài, chỉ sợ Nam Thiên sẽ bị ăn tuyệt chủng. Đừng nói là 6-70 tuổi, cho dù trẻ con, chỉ sợ đều sẽ bị ăn. Sao ta có thể nhịn được? Bạch Ngọc Quỳnh bay tới, không tiến lên, yên lặng đứng ở đằng xa. Thiên Vương Dực La ngửa đầu, bỏ phụ nhân trong tay vào trong miệng, nuốt xuống, cười ha hả nói, vì bọn họ, vì đám gia súc không biết phản kháng này. Hắn bắt đầu cười ha hả. Chỉ vào đám người quỳ không động đậy sau lưng, ngoại trừ thiên tôn và thiên đế ra, thế gian này còn có ai có quyền thế hơn ngươi? Ngươi lại vì đám gia súc này, phản lại thiên đình. Mạnh thiên sư, hắn cười đến điên cuồng, tất cả mọi người đều nói ngươi là thiên sư đệ nhất, trí tuệ tuyệt đỉnh còn hơn cả thương thiên sư, nhưng trong mắt ta, ngươi đã làm ra một quyết định ngu xuẩn nhất. Đột nhiên, hắn đột ngột thu nụ cười lại, lạnh lùng nói, giết hắn. Mệnh lệnh của Thiên Vương Dực La vừa truyền ra, Mạnh Vân Quy không lùi mà tiến tới. Dẫn đầu hơn 10 vị tướng sĩ Vũ Hóa Doanh còn sống xông lên lâu thuyền. Thiên Vương Dực La tấm tắc lấy làm lạ, tới lúc này rồi mà Mạnh Vân Quy vẫn còn dám xông lên. Xông ra ngoài còn có cơ hội thoát khỏi cạm bẫy, xông về phía lâu thuyền chính là tự chui đầu vào lưới. Vì cứu giúp những nô lệ trên thuyền này, hắn không tiếc liên lụy tính mạng của bản thân, đây cũng là một hành động vô cùng ngu xuẩn dưới cái nhìn của hắn. Một đời thiên sư tài hoa hơn người, vang danh thiên hạ, nhưng lại nhiều lần xuất chiêu hồ đồ, quả thật khó mà xứng với tiếng tăm vang dội đó. Mạnh Vân Quy, ngươi có thể chết được rồi. Thiên Vương Dực La mặc cho Mạnh Vân Quy lao lên thuyền, không cần hắn ra tay, đại quân thần ma hai bên, đã ngăn cản Mạnh Vân Quy và hơn 10 vị tướng sĩ Vũ Hóa Doanh,
vệ thần võ từ sau đánh tới, trận chiến này đã biến thành thế cục bắt ba ba trong dọ. Thiên Vương Dực La lạnh lùng nhìn lại, chỉ thấy đám người Mạnh Vân Quy rơi vào trong vòng vây, nhưng vẫn không ngừng chém giết, nỗ lực xông tới bên cạnh hắn. Số lượng mười mấy vị tướng sĩ Vũ Hóa Doanh còn sống này của Mạnh Vân Quy càng ngày càng ít, từng người lần lượt chết đi, nhưng vẫn tử thủ hai bên tướng lĩnh mình, vì hắn đỡ thần binh lợi khí và thần thông của đại quân Thiên Đình. Nếu không chặn được, vậy thì lấy thân thể để chắn, lấy tính mạng để che. Dũng cảm như vậy, khiến người ta phải khâm phục. Thiên Vương Dực La liên tục khen ngợi, vỗ tay nói, Mạnh Vân Quy, ngươi có dũng sĩ dũng cảm như vậy đi theo, có thể xem như ngươi cũng là hào kiệt. Nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi và những hào kiệt này phải cùng chết ở đây. Hắn vẫn chưa ra tay, vẫn lặng lẽ nhìn từng tên tướng sĩ bên cạnh Mạnh Vân Quy ngã xuống, nhìn thương thế trên người Mạnh Vân Quy càng ngày càng nhiều, nhìn máu của hắn càng chảy càng nhiều, tinh khí thần càng ngày càng thấp. Thiên Vương Dực La bắt đầu chuyển bước, vừa di chuyển, vừa túm một người thiếu niên tới, cười nói, người ngươi muốn bảo vệ chính là nhân tộc như vậy sao? Thiếu niên kia run rẩy cả người, không dám nhúc nhích. Ngươi đánh ta một quyền, ta sẽ buông tha ngươi. Thiên Vương Dực La nói với thiếu niên kia. Thiếu niên kia há miệng, một lát sau run giọng nói, lão gia. Thiên Vương Dực La há mồm, bỏ thiếu niên này vào trong miệng, cười ha hả nói, người mà ngươi muốn bảo vệ chính là người như vậy sao? Bọn họ không phải tộc nhân của ngươi, chỉ là một bầy gia súc. Không đúng, dù là gia súc, vào trước lúc bị giết cũng phải phản kháng một hồi, bọn họ ngay cả gia súc cũng không bằng. Hắn lại chụp một ông lão tới, tiếp tục đả kích niềm tin của Mạnh Vân Quy, nhân tộc Nam Thiên là giỏi bọ, bọn chúng không có tư tưởng, không có trí tuệ, chỉ là một đống thịt biết đi. Mà ngươi, lại vì chút thịt biết đi này mà mất mạng ở đây. Mạnh Vân Quy, ngươi cảm thấy đáng không? Mạnh Vân Quy lao lên trên thuyền, trên người đầm đìa máu me, tướng sĩ bên cạnh chỉ còn dư lại hơn 10 người. Thiên Vương Dực La nuốt ông lão kia vào, đột nhiên giương cánh ra, để cho đại quân vệ thần võ lui ra, đại quân hai bên trái phải cũng lui ra. Mạnh Vân Quy thở hổn hển, hắn đã là đèn cạn dầu, không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng lại ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn chằm chằm Thiên Vương Dực La. Thiên Vương Dực La chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, Mạnh Thiên Sư, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ buông tha thuyền nhân tộc này. Đến đây, ra tay đi. Mạnh Vân Quy phấn chấn tinh thần, nhưng nhìn về phía những tướng sĩ đã là đèn cạn dầu ở bên kia. Hắn có chút chần chừ, những tướng sĩ này bầu bạn với hắn, đã không còn năng lực chiến đấu tiếp. Đột nhiên, bên cạnh hắn truyền đến một tiếng bịch, một lão tướng quỳ trên mặt đất, đầu gục xuống, đã không còn sức lực. Mạnh Vân Quy ngẩn người, chỉ thấy bộ hạ cũ vẫn đi theo mình này chẳng chịt vết thương, hắn sớm đã chịu vết thương chí mạng, thiên cung thần tảng cũng đã vỡ tan, nguyên thần cũng bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, rốt cuộc hiện tại không kiên trì được, hồn bay phách tán. Bên cạnh lão tướng kia, một thần chỉ nhân tộc tuổi còn trẻ thân thể lay động, chống thật mạnh kiếm trong tay, không thể kiên trì được nữa, nhếch miệng cười nói, thiên sư, ta không thể tiếp tục đi theo ngươi. Hắn trợn mắt lên, đột nhiên rút kiếm chém ở trên cổ một cái, cắt đầu của mình xuống. Thần chỉ trẻ tuổi kia xách đầu của mình, đầu cười nói, mà tướng thề chết không liên lụy thiên sư. Thiên sư, một tướng sĩ Vũ Hóa Doanh khác cắm cây thương cầm trong tay lên bong thuyền, mũi thương chống ở lồng ngực của mình, có thể đi theo thiên sư là may mắn suốt đời ta. Thiên sư, kiếp sau gặp lại. Hắn đâm về phía trước, mũi thương đâm vào trái tim của bản thân thể sừng sững không ngã. Bọn ta không còn sức chiến đấu tiếp, ở lại bên người thiên sư vì chú ý bọn ta, khó có thể toàn lực chiến đấu với Dực La một trận. Những tướng sĩ Vũ Hóa Doanh còn lại kia lần lượt sử dụng thần binh của bản thân, khom người cúi đầu, từng thần binh tự giết chết nguyên thần của từng người bọn họ. Máu và nước mắt làm nhòe tầm mắt của Mạnh Vân Quy, người một bóng dáng đứng chết, và những bộ hạ cũ quỳ xuống đất không còn hơi thở khiến lòng hắn vô cùng bi thương, nhưng lại bình tĩnh lạ thường. Hắn dùng sức chớp mắt, gạt bỏ máu và nước mắt, lúc này nước mắt và máu chỉ làm nhòe đi tầm nhìn của hắn. Hắn không khá hơn những bộ hạ cũ này bao nhiêu, thần tàng thiên cung của hắn cũng đầy vết nứt giống vậy, nguyên thần của hắn cũng gần nát vụn. Hắn cũng cách cái chết không xa. Chư quân chờ một chút, chờ ta chốc lát. Hắn loạn trả loạn choạng đi về phía Thiên Vương Dực La. Lúc này, hơi thở của hắn mạnh mẽ, khí tức và khí huyết xen lẫn vào nhau, nhuộm chiếc thuyền này thành màu đỏ tươi. Giờ phút này, Thiên Vương Dực La lại hơi thay đổi sắc mặt, Mạnh Vân Quy đã là nỏ mạnh hết đà. Dưới trạng thái này, ngay cả một phần thực lực thường ngày Mạnh Vân Quy cũng không phát huy ra được. Số giả, thuật giã, pháp vu âm dương, hòa vu thuật số. Mạnh Vân Quy vừa đi tới, trong miệng vừa lẩm bẩm, dương giả, linh giữ nhất giã, nhị tiến chi. Tam tài giả, thiên địa nhân giả, tam tiến chi. Tứ tương giả, tứ đế giả, tứ tiến chi. Ngũ hành giả, ngũ diệu giả, ngũ tiến chi. Thiên Vương Dực La cao mày, thứ mà Mạnh Vân Quy đọc chính là khẩu quyết thuật số căn bản nhất. Về những khẩu quyết cơ sở này, hắn đã từng nghe qua, cũng đã từng học qua. Chẳng qua thuật số quá rườm rà,
cho nên bán thần như hắn không đắm chìm trong thuật số, mà là khổ tu đạo pháp thần thông. Mạnh Vân Quy giống như không có ý thức, mà đọc thuộc lòng những khẩu quyết thuật số căn bản nhất này, vừa điều động nguyên khí tu vi còn sót lại của bản thân. Ở xung quanh hắn, những nguyên khí kia dần dần hóa thành phù văn biến đổi biến hóa theo các loại quy luật thuật số của phương pháp đếm. Sắc mặt của Thiên Vương Dực La bắt đầu nghiêm túc, tuy rằng hắn không biết Mạnh Vân Quy đọc những khẩu quyết thuật số cơ sở này có ích lợi gì, thế nhưng hắn thấy được phù văn của Mạnh Vân Quy đang chuyển thành đạo văn. Đạo văn quay xung quanh Mạnh Vân Quy đang nhanh chóng tập hợp, hóa thành đạo liên đang hóa thành lĩnh vực. Lĩnh vực thuật số xung quanh Mạnh Vân Quy dần xuất hiện, từng tầng liên tiếp chồng lên nhau. Với trạng thái bây giờ của Mạnh Vân Quy, hắn không có nhiều nguyên khí để triển khai lĩnh vực mạnh mẽ như vậy, nhưng mà người này lại không ngừng ép nguyên thần của bản thân và năng lượng bên trong thân thể, giúp cho lĩnh vực của hắn càng ngày càng mạnh. Càng quan trọng hơn là, Thiên Vương Dực La nhìn ra mấy lĩnh vực thuật số này của Mạnh Vân Quy, nhắm vào công pháp thần thông của hắn, hơn nữa mỗi một đạo văn hay mỗi một đạo liên đều nhắm vào tử huyệt của hắn. Dưới đòn đánh này, hắn có thể sẽ chết. Khóe mắt Thiên Vương Dực La giật giật, hắn lập tức suy đoán ra khả năng lớn nhất chính là bản thân và Mạnh Vân Quy sẽ đồng quy vu tận. Cuối cùng Mạnh Vân Quy cũng bước một bước cuối cùng, lĩnh vực thuật số của hắn hoàn thành, một đòn cuối cùng của thuật số như đại dương mênh mông, tỉ mỉ tràn đầy ảo diệu. Nhưng vào lúc này, Thiên Vương Dực La bỗng lùi về sau một bước, bung đôi cánh ra, cuốn lấy vô số nhân tộc Nam Thiên trên thuyền, ôm vào bên trong cánh chim của mình, nghênh đón Mạnh Vân Quy. Lĩnh vực thuật số bỗng nhiên dừng lại, trước chóp mũi của người nhân tộc Nam Thiên đầu tiên. Mạnh Vân Quy đứng ở nơi đó, sức mạnh đột nhiên hao hết, bịch một tiếng quỳ xuống đất. Thiên Vương Dực La thở phào nhẹ nhõm, những nhân tộc bị bó buộc trong đôi cánh của hắn lần lượt rớt xuống, thế nhưng trên trán hắn vẫn không khỏi toàn mồ hôi lạnh. Hắn cười ha hà, tiếng cười lại mang theo âm dung. Mạnh Thiên Sư, thì ra ngươi vẫn yếu lòng, không dám hạ thủ với đám gia súc này được. Thân thể của hắn run lên, cười nói, nếu ngươi không phải quan tâm đám gia súc này, ngươi đã giết được ta. Ha ha, đáng tiếc ngươi quá quan tâm tính mạng của tộc nhân. Đây chính là nguyên nhân nhân tộc các ngươi vĩnh viễn không thể thành sự được. Thân thể của hắn ngừng run rẩy, cất bước đi lên phía trước. Mạnh Vân Quy quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu xuống. Thiên Vương Dực La rút một chiếc lông chim ra, hóa thành một thanh kim kiếm, sau đó bước tới gần Mạnh Vân Quy. Thiên Vương Dực La vung kiếm lên, lúc này, một ông lão quỳ trên mặt đất run rẩy bò đến trước chân của hắn, che trước người của Mạnh Vân Quy, ngửa đầu nói, lão gia, đừng giết hắn. Thiên Vương Dực La cau mày. Nhìn tên này, rõ ràng là một lão nông bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Ngươi lặp lại lần nữa. Thiên Vương Dực La lạnh lùng hỏi. Người lão nông kia nói, lão gia, đừng giết, xoẹt. Thiên Vương Dực La vung một kiếm chém xuống, đầu của lão nông lăn sang một bên. Thiên Vương Dực La một cước đá bay xác hắn, tiếp tục nâng kiếm trong tay lên. Lúc này, một người trẻ tuổi đứng dậy, giang hai tay ra che trước người Mạnh Vân Quy. Lão gia, đừng giết hắn. Thiên Vương Dực La kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi này. Cười nói, ngươi dám đứng nói chuyện với ta. Lão gia, người trẻ tuổi kia vừa nói ra lời này, kiếm quang hạ xuống, hắn đã biến thành thi thể không đầu. Thiên Vương Dực La nhìn chung quanh một vòng, cười ha hả nói, còn ai dám ngăn ta giết hắn. Trong đám người nhân tộc Nam Thiên, từng bóng người yên lặng đứng ra, che ở phía trước Mạnh Vân Quy, có người già, có nữ nhân hài tử, có thanh niên trai tráng, bọn họ im lặng không lên tiếng, không ai quỳ trên mặt đất. Người che ở phía trước Mạnh Vân Quy càng ngày càng nhiều. Nhiều đến mức khiến cho Thiên Vương Dực La cau mày, lửa giận trong lòng càng tăng cao. Đám dòi bọ các ngươi, dám to gan mạo phạm thần uy. Thiên Vương Dực La giận tím mặt, cười ha hả, Nam Thiên có nhiều chư thiên như vậy, dù giết hết các ngươi, cũng còn rất nhiều nô lệ. Khí thế của hắn bạo phát, đánh bay hết nhân tộc Nam Thiên chặn đường. Đột nhiên, những nhân tộc bị khí thế của hắn đánh bay này được một luồng sức mạnh nhu hòa nâng lên giữa không trung. Thiên Vương Dực La hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng Bạch Ngọc Quỳnh đi tới. Lạnh lùng nói, Bạch Thiên Sư, ngươi cũng giống như Mạnh Vân Quy, vì đám dòi bọ này mà tạo phản làm loạn hay sao? Phía sau hắn, ánh lửa Nam Thiên Môn Tổ Đình hừng hực, tràn ngập đạo uy vô cùng vô tận. Đôi mắt của Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thẳng mắt Thiên Vương Dực La, nhẹ giọng nói, Thiên Vương thần thông cái thế, hàng phục phản tặc Mạnh Vân Quy, giết Mạnh Vân Quy chỉ làm bẩn tay Thiên Vương, nên để ta làm đi. Mạnh tặc tinh thông thuật số, khó đảm bảo không có dấu thủ đoạn gì. Thiên Vương Dực La nhíu mày, cười nói, Bạch Thiên Sư muốn đích thân hành quyết mạnh tặc, nghe nói các ngươi cùng đạo môn, xem như là sư huynh sư muội, ngươi có thể xuống tay được sao? Bạch Ngọc Quỳnh tiến lên, đi tới trước người Mạnh Vân Quy, rút một thanh kiếm ra, chỉ trước ngực của Mạnh Vân Quy. Thiên Vương Dực La thấy nàng quay lưng về phía mình, sinh lòng cảnh giác, yên lặng lùi về sau, miễn cho nàng đột nhiên đánh lén một kiếm. Tính cách hắn cẩn thận, không yên tâm về Bạch Ngọc Quỳnh. Ánh mắt của Bạch Ngọc Quỳnh dừng lại trên mặt Mạnh Vân Quy. Không ngờ lúc này Mạnh Vân Quy lại đang cười, hơn nữa còn ngửa đầu cười nhìn nàng.
Sư huynh, vì sao ngươi phải phản bội lại thiên đình vào lúc này? Đốt ngón tay phải cầm kiếm của Bạch Ngọc Quỳnh bởi vì quá dùng sức mà trắng bệch. Nàng hạ thấp giọng, cắn răng rồi, đây không phải ngươi. Ngươi không cứu được Nam Thiên. Cứu được rồi, bọn họ đã đứng lên rồi. Mạnh Vân Quy liên tục ho ra máu, giơ tay nắm lấy kiếm của nàng, dừng sức từng chút một đâm về phía tim mình, thở hồng hộc nói. Bọn họ còn có hy vọng, sư muội, giết ta, ngươi có thể có được tín nhiệm của Dực La, ngươi có thể bảo vệ những tộc nhân đã thức tỉnh này, ngươi có cơ hội giết Dực La, không có. Bạch Ngọc Quỳnh cố gắng hạ giọng nói, rút kiếm ra phía ngoài, không để cho kiếm trong tay đâm vào tim của hắn. Nàng bật khóc nức nở nói, ta không chống lại được Nam Thiên Môn, sư huynh à. Ta không chống lại được nhị vệ thần võ. Ta không chống lại được thiên vương Dực La. Ngươi có thể. Ngón tay của Mạnh Vân Quy đứt mất một ngón, vẫn đang dùng hết sức mạnh cuối cùng cầm lấy kiếm của nàng đâm vào trái tim của mình. Nhếch miệng cười nói, ngươi hỏi ta tại sao lại phản bội thiên đình. Ta cho ngươi biết, có người nói với ta, hắn có một giấc mơ. Trong giấc mơ của hắn, nhân tộc đứng lên, sau khi đứng dậy thì không quỳ xuống nữa. Hắn nói bên trong giấc mộng của hắn, nhân tộc không hề làm nô lệ, làm khẩu phần lương thực của thần ma. Bên trong giấc mộng của hắn, nhân tộc nắm giữ vận mệnh của mình. Giấc mơ này, máu trong miệng Mạnh Vân Quy ứa ra. Hắn ngậm máu lại trong miệng lại, giọng nói không rõ. Ta cũng từng có. Lúc ta trở thành thần của nhân tộc, lúc phi thăng tiến vào thiên đình, ta cũng từng mang trong mình một ước mơ như vậy. Sau đó, ta cảm thấy ý nghĩ này rất ngây thơ, vì vậy đã quên mất. Mãi đến tận khi ta đến Nam Thiên, nhìn thấy tất cả, ước mơ này hệt như tâm ma sống dậy trong đạo tâm của ta vậy. Nước mắt của Mạnh Vân Quy rơi xuống từng giọt. Hắn ngước nhìn Bạch Ngọc Quỳnh, ánh mắt lộ vẻ khẩu cầu, Bạch sư muội, cho đến tận vừa nãy, ta mới tỉnh ngộ ra, đó không phải là tâm ma bên trong đạo tâm. Trước đây, ta vẫn luôn nghĩ cách làm thế nào mới có thể tu thành lĩnh vực thuật số, thế nhưng mãi không thể tu thành, đợi đến khi ước mơ này sống lại, tự nhiên vậy mà lại thành. Sợ hãi lúc trước của ta mới là tâm ma, yết hầu của hắn chuyển động, liên tục thổ huyết, nuốt câu nói tiếp theo vào trong bụng. Phía xa, Thiên Vương Dực La cười lạnh nói, Bạch Thiên Sư, ngươi còn đang chờ cái gì? Mạnh Vân Quy dùng hết khí lực cuối cùng cầm lấy kiếm của Bạch Ngọc Quỳnh, đâm vào trái tim của bản thân. Bàn tay của Bạch Ngọc Quỳnh run rẩy, lần này không hề ngăn cản hắn. Mạnh Vân Quy thản nhiên ngồi dưới đất, giơ lên một ngón tay, chỉ vào đám người Nam Thiên kia. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói, không học mà làm được, thuộc về lương năng. Không suy nghĩ mà biết được, thuộc về lương chi. Còn bồng trên tay, có đứa bé nào mà không biết yêu thương phụ mẫu. Đến khi lớn lên, không đứa nào không biết kính huynh, kính trọng phụ mẫu, là nhân. Kính trọng trưởng bối, là nghĩa. Hai thứ tình trong đó, thiên hạ này không ai không có. Đầu của hắn lệch đi, ngã lên mặt đất. Bạch Ngọc Quỳnh rút kiếm ra khỏi ngực hắn, quay đầu lại, nhìn đám người Nam Thiên kia. Vào lúc chết, Mạnh Vân Quy dạy cho nàng đạo lý cuối cùng. Đó chính là, trong lòng mỗi người đều có lương chi, đám người Nam Thiên này cũng không phải là đã hết thuốc chữa. Ngay khi Mạnh Vân Quy chết, nguyên thần của hắn lập tức tiêu tán, linh hồn vỡ vụn, biến thành từng dòng cát đen theo thi thể hắn bay lên. Thương thế của hắn quá nặng, hồn phách trong nguyên thần của hắn đều tan vỡ, thật ra hắn đã chết từ lâu, chẳng qua tu vi của hắn quá cao, vẫn luôn cố gắng chống đỡ mà thôi. Bạch Thiên Sư, cuối cùng ngươi cũng khiến ta yên tâm rồi. Thiên Vương Dực La nhìn thấy linh hồn hắc xa từ trong thân thể của Mạnh Vân Quy, phiêu tán. Hắn thở phào một hơi, tiến tới vài bước cười nói, trước khi đi, bệ hạ đã phân phó ta, Thiên Sư thứ ba Bạch Ngọc Quỳnh, nhân tộc và Mạnh Vân Quy có quan hệ tốt, không thể không đề phòng. Trên đường đi, ta cũng đề phòng thiên sư hơn, cũng nhiều lần thăm dò. Bạch thiên sư hiểu rõ đại nghĩa, tự tay chém giết phản tặc Mạnh Vân Quy, ta rất khâm phục, cũng hoàn toàn yên tâm. Bạch Ngọc Quỳnh cúi đầu, nhìn thanh kiếm trong tay mình, giọng nói đầy lạnh lùng. Mạnh tặc không rõ thiên cơ, không biết thời thế, không có lòng trung quân, nhận ân đức của thiên đình mà không biết phải báo đáp thiên đình, không bằng cầm thú. Đương nhiên ta muốn giết hắn, cắt đứt quan hệ với hắn. Nước mắt nàng tuôn rơi, nhưng điều kỳ lạ là những giọt nước mắt rơi xuống, biến thành ngọn lửa lơ lửng bên gò má nàng. Tuy giọng nói nàng lạnh nhạt, nhưng trong thân thể nàng, có một ngọn đuốc linh hồn đang hừng hực bùng cháy, đang vùng vẫy, la hét. Trong lòng nàng tràn ngập bi thương vô tận và phẫn uất, khiến linh hồn bất khuất này càng lúc càng nóng, càng lúc càng quyết liệt, tựa như muốn thoát khỏi sự ràng buộc của thân thể nàng, triệt để vươn móng vuốt hung tàn, xé toạc thân thể nàng, phóng ra hỏa lực vô tận. Bạch Ngọc Quỳnh nâng tay còn lại lên, nắm thật chặt miếng ngọc bội đang đeo trên cổ nàng. Miếng ngọc bội kia là do Tần Mục phá giải sức mạnh luân hồi của thiên tử, rồi đưa cho nàng. Miếng ngọc bội này đã từng giúp nàng chuyển thế 98 lần, đảm bảo thần hồn của nàng bất diệt. Miếng ngọc bội này là tâm ma của nàng, cũng là nút thắt trong tim nàng. Ta chính là ta. Ta độc nhất vô nhị. Thế gian này chỉ có một Bạch Ngọc Quỳnh. Ta không phải là nam đế. Nàng đã từng nói với Tần Mục như vậy, như đinh đóng cột, tràn đầy tự tin. Nhưng mà...
Bạch Ngọc Quỳnh nhìn sắc Mạnh Vân Quy trước mặt, sau đó lại nhìn dân chúng ở Nam Thiên thấp thỏm lo sợ. Nam Đế Chu Tước không chỉ là Nam Cực Thiên Đế, mà còn là Nam Thiên Đế. Là Nam Đế Chu Tước không thể bảo vệ được Nam Cực Thiên, không bảo vệ được dân chúng Nam Cực Thiên, chính là không làm tròn bổn phận, là thất trách, là Nam Đế làm sai, mà tất cả những thứ này, không nên để dân chúng Nam Cực Thiên hứng chịu, không nên để Mạnh Vân Quy gánh vác. Dân chúng ở Nam Thiên chưa từng làm sai, bọn họ chỉ sinh sống tại Nam Thiên, Mạnh Vân Quy cũng chưa từng làm gì sai, hắn chỉ tình cờ đến Nam Thiên. Bàn tay Bạch Ngọc Quỳnh run rẩy giữ lấy ngọc bội, ta không muốn trở thành Nam Đế, ta không muốn trở thành Nam Đế chút nào, ta chính là ta. Từng giọt nước mắt đã biến thành ngọn lửa lại bay về phía miếng ngọc bội này, chui vào bên trong. Thiên Vương Dực La bước đến, cười nói, bệ hạ giao quyền kiểm soát Nam Thiên môn cho ta là vì đề phòng ngươi, nhưng ngươi làm rất tốt, không để bệ hạ thất vọng. Bạch Thiên Sư, sau này sẽ giống như Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn giết chết Vân Thiên Tôn nên được bệ hạ coi trọng, nhưng Hỏa Thiên Tôn dã tâm bừng bừng, ngươi đừng dẫm lên vết xe đổ của hắn. Ta sẽ trở thành một Hỏa Thiên Tôn khác sao? Bạch Ngọc Quỳnh nở nụ cười. Trong thân thể nàng, linh hồn điên cuồng kia tỏa ra ngọn lửa lớn, ngày càng hừng hực, ngày càng khó áp chế. Đúng là nàng không dám đối mặt, bởi vì đó là thần hồn của Nam Đế, nhưng thần hồn này lại đang có xu hướng tự mình thức tỉnh, không cần trải qua lần luân hồi cuối cùng. Là lương chi mà Mạnh Vân Quy đã nhắc đến phải không? Là Mạnh Vân Quy dùng cái chết của bản thân thức tỉnh lương chi của dân chúng Nam Thiên, đồng thời cũng thức tỉnh lương chi của nàng phải không? Là lương chi này khiến thần hồn Nam Đế trong thân thể nàng bắt đầu tỉnh lại, bắt đầu bùng lên ngọn lửa cuồn cuộn, thiêu đốt thân thể nàng để thoát khỏi trói buộc phải không? Ngọn lửa mạnh mẽ, đốt cháy đạo tâm của nàng, đốt cháy linh hồn nàng, khiến nàng muốn giải phóng ngọn lửa không thể bị trói buộc này, giải phóng năng lượng vô tận trong người, thay Mạnh Vân Quy bảo vệ Nam Thiên, làm việc mà Nam Đế chưa từng làm được. Nhưng mà, nàng không muốn chết. Nếu giải phóng thần hồn của Nam Đế, Bạch Ngọc Quỳnh sẽ không còn là Bạch Ngọc Quỳnh, mà là Nam Đế. Thiên Vương Dực La đi đến bên cạnh nàng, nhìn thấy dân chúng Nam Thiên đang vùng vẫy đấu tranh, nói, ngươi sẽ làm tốt hơn Hỏa Thiên Tôn. Tất cả quỳ xuống. Sắc mặt hắn tối lại, quát dân chúng Nam Thiên, trò hề đã kết thúc, tất cả quỳ xuống. Nhưng mà trước mặt hắn, không một ai quỳ xuống. Sắc mặt Thiên Vương Dực La càng thêm đen lại, cười kinh nói, lũ giòi bọ các ngươi muốn chết sao? Đột nhiên, một thiếu niên nhặt lấy một khúc gỗ vụn, dùng hết sức có thể vung tới, đập vào trán của hắn. Đòn đánh này đương nhiên không đau không ngứa với cường giả cấp bậc này như Thiên Vương Dực La, tuy nhiên lại giống như vuốt ngược vảy rồng, là một sự vũ nhục rất lớn, khiến hắn phút chốc không kiềm được lửa giận trong lòng. Thiên Vương Dực La vươn tay bắt lấy cổ họng của thiếu niên kia, xách hắn lên, lạnh lùng nói, ngươi đánh thêm một lần nữa xem. Thiếu niên kia thở không ra hơi, nhưng lại giơ nắm đấm lên, định đánh vào mặt hắn. Thiên Vương Dực La cười ác, mở miệng thật lớn, thứ đang thương, không có một chút sức lực. Hắn đang định nuốt chừng thiếu niên kia, đột nhiên một kiếm quang lóe lên, bàn tay hắn đang bắt lấy yết hầu của thiếu niên đứt đoạn. Ta không phải Hỏa Thiên Tôn. Bên tai hắn truyền đến một giọng nói vô cùng tức giận, kiếm quang trong chớp mắt đâm vào giữa trán, hai mắt, cổ họng và lồng ngực của hắn. Thanh kiếm trong tay Bạch Ngọc Quỳnh vô cùng linh hoạt, trong phút chốc đã đâm xuyên thân thể của hắn, tùy ý mà phá hoại nhục thân, xuyên qua thần tàng, thiên cung, trực tiếp đâm vào nguyên thần của hắn. Thiên Vương Dực La giống giận, dương rộng đôi cánh, vô số lông vũ tung bay giống như những thanh kiếm vàng rực, chặn đứng kiếm quang của Bạch Ngọc Quỳnh. Ầm, nguyên thần của hắn bay vút lên cao, từng tòa thiên cung rơi xuống, tạo thành một tiểu thiên đình. 18 tòa thiên cung không tu thành đều được gọi là tiểu thiên đình. Thiên Vương Dực La chính là Bắc Thiên Vương của thiên đình, nằm trong 4 thiên vương, là Bắc Thiên Vương tôn quý nhất, số lượng thiên cung của hắn đã đạt đến 6 tòa. Tiểu thiên đình được hình thành bởi 6 tòa thiên cung đủ xưng là chiến lực đỉnh cao trong thiên đình. Không ngờ rằng, tiểu thiên đình của hắn vừa mới hiện ra, mây mù trên đầu Bạch Ngọc Quỳnh đã biến mất, từng tòa thiên cung hiện lên từ trong mây khói, có đến 4 tòa. Bạch Ngọc Quỳnh đứng vào bên trong mỗi tòa thiên cung, phi thân lao tới, đủ loại thần thông biến hóa khó lường. Những Bạch Ngọc Quỳnh này đều thật sự tồn tại, mỗi Bạch Ngọc Quỳnh đều có nhục thân độc lập, nguyên thần độc lập, đây là bí mật độc nhất vô nhị của Quỳnh Hoa Cung. Bạch Ngọc Quỳnh chuyển thế 197 lần. 197 kiếp cho đến nay, nàng vì muốn tránh né tử kiếp của thiên tử, cho nên đã từng luyện rất nhiều công pháp thần thông. Nàng đã từng bái Nguyệt Thiên Tôn làm sư, từng học tái cực hư không vẫn chưa thành hình. Nàng cũng từng theo đạo môn trở thành đạo cô, từng theo Phật môn trở thành Bồ Tát, thậm chí nàng đã từng là môn đồ của các vị đại đế trên thiên đình. Công pháp của nàng vô cùng kỳ dị, dùng tái cực hư không của Nguyệt Thiên Tôn làm cơ sở, dung hợp với vô số công pháp khác, không gian vận dụng trong đó dĩ nhiên không thể so sánh với tái cực hư không của hiện tại, nhưng nàng đã dung hợp quá nhiều thứ, cũng đã đi theo con đường kỳ lạ của bản thân. Trong nháy mắt lao tới, năm Bạch Ngọc Quỳnh, không hề chú ý đến tiểu thiên đình và nguyên thần của Thiên Vương Dực La, mà trực tiếp lao vào thân thể của hắn.
thân thể của Thiên Vương Dực La bị thương, lập tức bộc phát toàn bộ sức chiến đấu của bản thân, không còn kiềm chế nhục thân, kim vũ trên người hắn bung ra tầng tầng lớp lớp, thân hình càng lúc càng lớn. Hắn chính là bán thần, tộc trưởng của dòng dõi Kim Sĩ Đại Bàng ở nguyên giới, toàn thân thần gân ma cốt, cơ bắp cuồn cuộn hiện ra, đôi cánh càng lúc càng rộng, móng vuốt càng lúc càng lớn. Với tư cách là Thiên Vương hỗ trợ Thiên Đình chiến đấu, hắn đã trải qua quá nhiều trận chiến, kinh nghiệm hay năng lực chiến đấu của hắn đều vượt xa thiên sư. Tuy nhiên trước khi nhục thân hắn hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của hình dạng con người, đầu đại bàng của hắn đã bị một bạch ngọc quỳnh đâm xuyên qua não, sau đó đè xuống, mạnh mẽ đập hắn trên bong thuyền. Bốn bạch ngọc quỳnh còn lại kết trận, Thiên Vương Dực La vẫn chưa đứng dậy, trận pháp đã bùng nổ. Trong nháy mắt, hắn đã chịu không biết bao nhiêu lần công kích, nhục thân nổ tung, máu thịt tung tóe. Nguyên thần của Thiên Vương Dực La biến thành Kim Sĩ Đại Bàng sải cánh, mang theo tiểu thiên đình được hình thành từ 6 tòa thiên cung bay đi, lớn tiếng nói: "Vệ thần võ, huy động Nam Thiên Môn giết chết nghịch tặc bạch ngọc quỳnh." Hai vạn tướng sĩ của nhị vệ thần võ đồng thanh hét lớn, pháp lực bắn ra, thôi thúc Nam Thiên Môn tổ đỉnh. Tòa Nam Thiên Môn kia nằm giữa hai dãy núi, đạo hỏa trong phút chốc bùng cháy cực độ. Ngọn lửa đạo hỏa ngang trời, đốt đến mức nước của thiên hà bốc hơi, sao trời của Diễm Minh Thiên biến dạng rồi đổ sụp. Ngọn lửa chiếm lấy trời sao, chạm đến thiên hà, lan ra bên ngoài, tất cả biến thành hư ảo. Năm bạch ngọc quỳnh không thể đuổi theo nguyên thần của Thiên Vương Dực La, vội vàng ngăn chặn Nam Thiên Môn. Nàng có thể tránh được uy lực đạo hỏa của Nam Thiên Môn, nhưng những bách tính của Nam Thiên trên thuyền này tuyệt đối không thể tránh được. Nàng không thể để sự thức tỉnh của người dân Nam Thiên mà Mạnh Vân Quy, sư huynh dùng mạng đổi lấy lại biến thành hư ảo. Khí thế của nàng hoàn toàn bộc phát, dùng thần thông nghênh đón đạo uy của Nam Thiên Môn. Đạo hỏa hừng hực xông thẳng vào mặt, bị năm bạch ngọc quỳnh ngăn chặn ở phía trước. Đạo hỏa giống như gặp phải một bức tường vô hình, không ngừng va đập, không ngừng chấn động, ý định phá bỏ bức tường này. Trước bức tường là bóng dáng của bạch ngọc quỳnh, phía sau bạch ngọc quỳnh chính là chiếc thuyền chứa đầy sinh linh. Thân thể của năm bạch ngọc quỳnh bị thiêu đốt, cánh tay trắng như tuyết trở thành đen như than. Đột nhiên, một bạch ngọc quỳnh biến thành tro bụi, bị đạo hỏa nhấn chìm, tiếp theo bạch ngọc quỳnh thứ hai bị đạo hỏa nuốt chửng, sau đó là người thứ ba, người thứ tư. Chẳng mấy chốc, trên thuyền chỉ còn lại một bạch ngọc quỳnh duy nhất, nhục thân run rẩy, cũng không thể chống đỡ được nữa. Nguyên thần của Thiên Vương Dực La gào thét nói: "Đốt chết nàng cho ta, đốt chết giòi bọ trên con thuyền kia." Hắn vô cùng tức giận, điều động các đội quân khác, ra lệnh cho hàng vạn thần ma của Thiên Đình cùng nhau thôi thúc Nam Thiên Môn Tổ Đình. Nam Thiên Môn Tổ Đình là cổng đại đạo, chứa đựng đạo hỏa thần thánh nhất, cho dù hai vạn nhị vệ thần võ của Ngọc Kinh Lăng Tiêu, thậm chí cường giả đế tọa cũng không thể khiến sức mạnh của cánh cổng này bộc phát đến mức cao nhất. Bây giờ lại có thêm hàng vạn thần ma khác, uy lực Nam Thiên Môn Tổ Đình lần nữa tăng cao. Bạch Ngọc Quỳnh liên tục bị đẩy lùi về phía sau, nhục thân càng lúc càng run rẩy. Nàng đã lùi đến trước mắt của dân chúng Nam Thiên ở trên thuyền, chân nàng dẫm lên vạt áo của Mạnh Vân Quy. Bạch Ngọc Quỳnh bật khóc, một tay nắm lấy ngọc bội luân hồi trước ngực, trái tim run rẩy, đột nhiên dùng sức: "Ta là Bạch Ngọc Quỳnh." Đạo hỏa của Nam Thiên Môn Tổ Đình nuốt chửng lấy nàng, trong ngọn lửa truyền đến giọng nói của nàng: "Ta là Bạch Ngọc Quỳnh của nhân tộc." Giọng nói trong trẻo, có phần giống với tiếng kêu của Phượng Hoàng, nhưng lại có phần không giống. Mặc dù đạo hỏa đã nhấn chìm nàng, nhưng lại không thể tiến lên chút nào. Thiên Vương Dực La và vô số thần ma Thiên Đình nhìn thấy hình bóng của Bạch Ngọc Quỳnh, vẫn sừng sững trong đạo hỏa, vẫn không bị thiêu đốt thành tro bụi. Nữ tử kia tắm trong đạo hỏa, trong thân thể phát ra nhiệt độ cao khó mà tin được, truyền ra ngọn lửa có thể kết nối, dung hợp với đạo hỏa của Nam Thiên Môn Tổ Đình. Dường như trong thân thể nàng có thứ gì đó đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên muốn xé nát thân thể nàng, xé nát da thịt của nàng, từ trong thân thể nàng sinh trưởng, thoát ra ngoài. Lúc này, chư thần của Thiên Đình nhìn thấy thân thể của Bạch Ngọc Quỳnh bắt đầu phát sinh biến hóa, từng sợi lông vũ vô cùng đẹp đẽ mọc ra từ trong thân thể nàng, lộ ra vẻ đẹp dị thường trong đạo hỏa của Nam Thiên Môn. Đó là Phượng Hoàng. Một tướng lĩnh hét lớn: "Không phải Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là thân xác máu thịt." Thiên Vương Dực La cảm nhận được nỗi sợ do kẻ thù mang đến, nghiêm mặt hét lớn: "Là Chu Tước. Nhanh, nhanh đóng Nam Thiên Môn lại." Đạo hỏa không làm được gì nàng, ngược lại khiến nàng gia tăng sức mạnh. Đúng vào lúc này, tất cả thần ma nhìn thấy một con Chu Tước vô cùng lộng lẫy từ thân thể Bạch Ngọc Quỳnh, trong đạo hỏa phóng lên trời, thoát khỏi sự trói buộc của nhục thân nàng, xải đôi cánh rực rỡ vô song ở trong đạo hỏa. Lúc này, tất cả thần ma Thiên Đình đang khống chế Nam Thiên Môn, ngay lập tức cảm thấy mất đi quyền kiểm soát Nam Thiên Môn, uy lực đạo hỏa trong Nam Thiên Môn càng mạnh hơn trước, nhưng người kiểm soát cửa đại đạo này đã không còn là bọn họ. Lui! Thiên Vương Dực La gầm lên giận dữ, dương cánh bay lên, mang theo thiên cung của mình nhanh chóng rời đi. Trên một con thuyền ở phía xa, Thương Bình Ẩn luôn điên điên khùng khùng nhìn thấy cảnh này đột nhiên tỉnh táo trở lại, nghiêm túc nói: "Không thể lui, lập tức bày trận chiến đấu." Nhưng mà đã quá muộn.
Mệnh lệnh của Thiên Vương Dực La đã trở thành bùa đòi mạng với đại quân của Thiên Đình. Nếu như thân ma Thiên Đình không lui, bày ra trận pháp vẫn có thể đối đầu với uy lực của đạo hỏa Nam Thiên Môn Tổ Đình. Thực lực của bọn họ cực kỳ mạnh, trận pháp của Thiên Đình cũng cực kỳ cao thâm, tuy rằng không bằng trận pháp tuyệt diệu của Diên Khang, nhưng khi bày trận vẫn có thể chiến đấu với Chu Tước. Nhưng dù sao Thiên Vương Dực La cũng không phải là thiên sư, khả năng phán đoán tình huống không bằng Thương Bình Ẩn. Lần rút lui này, không có trận pháp bảo hộ, Chu Tước kia tung cánh, đạo hỏa của Nam Thiên Môn lập tức chuyển hướng, ầm ầm phun ra, nhấn chìm tất cả mọi người. Bạn đang xem Mục Thần Ký tại kênh YouTube Recap Phim. Vô số thần ma thiên đình trong đạo hỏa vùng vẫy và tháo chạy, trên đường chạy trốn đều hóa thành tro bụi, không biết bao nhiêu nguyên thần của thần ma rời khỏi thân thể bay lên, nhưng chưa kịp thoát khỏi đạo hỏa đã hóa thành tro bụi. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh. Trên bầu trời vang lên tiếng kêu của Chu Tước, hình bóng to lớn bị thiêu đốt trong đạo hỏa Nam Thiên Môn, hòa cùng biển lửa tạo thành trong đạo hỏa bay lên, dương cánh đuổi theo Thiên Vương Dực La đã hóa thành đại bàng vác theo thiên cung chạy trốn. Trên đời này, vị thần có tốc độ nhanh nhất không phải Phượng Hoàng Chín Đầu Xích Đế Tề Hạ Du, cũng không phải Cổ Thần Đại Nhật Tinh Quân nổi tiếng với tốc độ, càng không phải tộc trưởng tộc Kim Xí Đại Bàng Thiên Vương Dực La, mà là Nam Đế Chu Tước đang cưỡi đạo hỏa bay đến. Nam Đế Chu Tước đang vỗ cánh bay đến, đạo hỏa trong lúc bay làm vô số không gian và các chư thiên biến dạng. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh, Bạch Ngọc Quỳnh của nhân tộc. Chu Tước kia tung cánh đuổi theo nguyên thần của Thiên Vương Dực La, qua vài lần lên xuống, nguyên thần của Thiên Vương Dực La bị vỡ vụn, lại bị đạo hỏa hóa thành tro bụi, đốt thành linh hồn hắc sa. Chu Tước vươn cánh bay đến, đáp xuống mũi thuyền nô lệ kia, thân thể càng lúc càng nhỏ, ngửa mặt lên trời khóc bi thương, ta là Bạch Ngọc Quỳnh, Bạch Ngọc Quỳnh của nhân tộc. Trong mắt nàng hiện lên sự mờ mịt, đủ ký ức hỗn loạn, không ngừng ập đến, khiến đầu óc nàng rối bời. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh, Bạch Ngọc Quỳnh của nhân tộc. Nàng dường như chỉ biết lặp lại câu nói này, nhưng không biết nó có nghĩa là gì, chỉ có thể khóc hết lần này đến lần khác, cố gắng nhớ lại quá khứ. Phía sau nàng, một bé gái Nam Thiên nhân tộc dũng cảm bước lên phía trước, run rẩy đưa bàn tay ra, đạo hỏa không nóng như bé gái tưởng tượng, ngược lại rất dịu dàng. Bé gái kia nhẹ nhàng vuốt ve lông vũ của nàng, muốn giúp nàng trấn tĩnh trở lại. Nàng quay đầu lại, nhìn bé gái kia, trong mắt vẫn còn mơ hồ, ta là Bạch Ngọc Quỳnh, Bạch Ngọc Quỳnh của nhân tộc, ngươi là Bạch Ngọc Quỳnh của nhân tộc. Bé gái kia nói với nàng. Chu Tước an tĩnh trở lại. Nam Đế Chu Tước có hàng ngàn vạn ký ức, khi thần hồn Chu Tước thức tỉnh, cũng là lúc ký ức của Nam Đế thức tỉnh. 197 ký ức của Bạch Ngọc Quỳnh đã hoàn toàn bị thổi bay, ký ức lộn xộn không thể tả nổi. Nàng không thể nhớ rõ bản thân là ai. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh. Chu Tước thỉnh thoảng vẫn nói như vậy. Nàng chỉ nhớ trong tim nàng có giọng nói của một nam tử, giọng nói kia biến thành niềm tin, khiến nàng bảo vệ vùng đất Nam Thiên này, cùng với dân chúng ở vùng đất này. Thái tử U Minh trở về Nam Thiên, nhìn thấy Bạch Ngọc Quỳnh hóa thành Chu Tước đứng trên đầu thuyền. Bạch Ngọc Quỳnh vẫn còn đang ngơ ngẩn, mang theo nhân tộc Nam Thiên trên con thuyền này, rời xa vùng đất chiến tranh từ thiên hà theo bản năng. Thái tử U Minh bước tới, Bạch Ngọc Quỳnh dường như biết hắn, nhưng lại không nhận ra hắn, cũng không có động thủ với hắn. Thái tử U Minh kiểm tra một phen, nhíu mày, ký ức trong đầu Bạch Ngọc Quỳnh quá nhiều. Ký ức nhiều như vậy, hơn nữa còn vô cùng hỗn loạn, dẫn đến thần trí của nàng không rõ ràng. Thái tử U Minh đã tìm cách sắp xếp ký ức cho nàng, nhưng ký ức của nàng thật sự quá phức tạp, khiến Thái tử U Minh không thể xuống tay. Nàng đã xảy ra chuyện gì? Hắn dò hỏi người dân Nam Thiên. Những người trên thuyền kể việc trải qua cho hắn, nhưng bọn họ chỉ là dân thường, không biết tại sao Bạch Ngọc Quỳnh biến hóa thế này. Thái tử U Minh có chút mờ mịt, không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Phía xa xa, Thương Bình Ẩn dẫn đầu tàn quân Thiên Đình, không dám tới gần. Nơi này là kho lương của Thiên Đình, Dực La Thiên Vương mặc dù bại, nhưng Thiên Đình chắc chắn vẫn sẽ phái thêm nhiều binh lực lớn mạnh hơn đến, kiếp nạn của Nam Thiên sẽ còn tiếp tục. Thái tử U Minh nhìn Thương Bình Ẩn ở phía xa, Thương Bình Ẩn chống Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đứng trên lâu thuyền đằng xa. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bị Dực La Thiên Vương cướp đi, hiện tại rơi vào trong tay Thương Bình Ẩn. Thái tử U Minh không biết phải làm sao, mặc dù hắn là thái tử của nhị đế Huyền Vũ, nhưng hắn không giỏi dẫn binh đánh trận, nhất là dẫn dân thường Nam Thiên không có sức lực thì lại càng bó tay. Những người trên lầu thuyền kia mà hắn cứu đã bị hắn đưa đến chư thiên khác tạm thời lánh nạn, nhưng đây cũng là kế tạm thời, nếu như Thiên Đình tăng binh, số kiếp những nhân tộc này đã định. Đúng lúc này, Thái tử U Minh đột nhiên cảm nhận được một sức mạnh triệu hoán kỳ quái từ trong hư không. Sức mạnh này khóa chặt hắn, nhưng không phải triệu hoán hắn, mà là trong một thế giới khác có người đang thi triển thần thông triệu hoán nghịch hướng, cố gắng đi tới. Hắn khẽ giật mình, khí tức này là khí tức của Long Kỳ Lân, hắn rất quen thuộc, cho nên không phản kháng. Một lát sau, Long Kỳ Lân đứng trên đỉnh đầu một con hư không mẫu thú, đến từ thú giới. Chiến sự Nam Thiên kết thúc rồi. Long Kỳ Lân nhìn xung quanh, hơi kinh ngạc, dò hỏi, Mạnh Vân Quy đâu?
Thái tử U Minh kể lại việc đó, Long Kỳ Lân im lặng một lúc lâu, nói, tráng sĩ chân chính. Thái tử U Minh mời hắn tới xem Bạch Ngọc Quỳnh. Long Kỳ Lân kiểm tra một hồi, nói, tình huống trước mắt của nàng rất kỳ lạ, giống như ký ức của Nam Đế Chu Tước thức tỉnh, xen lẫn với ký ức gần 200 kiếp của nàng, bởi vậy dẫn đến ký ức của nàng hỗn loạn. Nếu hai ký ức hoàn toàn dung hợp, nàng sẽ tỉnh lại. Bạch Ngọc Quỳnh sau khi tỉnh lại vẫn là Bạch Ngọc Quỳnh sao? Thái tử U Minh hỏi. Long Kỳ Lân lắc đầu, là Nam Đế. Ta vừa mới kiểm tra, phát hiện ký ức của các nàng đã bắt đầu dung hợp. Vậy thì Bạch Ngọc Quỳnh sẽ chết sao? Thái tử U Minh hơi thương tiếc, nói, ta cảm thấy Bạch Ngọc Quỳnh không phải là một phần của Nam Đế. Nàng là một người sống, nếu cứ như vậy biến thành một phần không đáng kể của Nam Đế, vậy thì thật đáng tiếc cho nữ hào kiệt này. Long Kỳ Lân suy nghĩ một lúc, nói, ký ức của Nam Đế và Bạch Ngọc Quỳnh đã bắt đầu dung hợp, hơn nữa chỉ cần bắt đầu dung hợp thì sẽ không cách nào bị gián đoạn. Vả lại, hiện tại suy nghĩ của nàng cực kỳ hỗn loạn, rất khó phân biệt cái nào là ký ức của Bạch Ngọc Quỳnh, cái nào là của Nam Đế. Cấp bậc thần thông của ta không thể giúp nàng sắp xếp lại ký ức. Người có cấp bậc thần thông đủ cao trên thế giới này chỉ có một người, đó là giáo chủ. Thái tử U Minh nhìn về phía hắn, người dân Nam Thiên trên thuyền cũng đồng loạt lộ ra vẻ chờ đợi. Long Kỳ Lân nhìn khuôn mặt của những người này, do dự một chút, nghiến răng nói, đại đạo luân hồi của giáo chủ có thể giúp nàng lưu giữ lại ký ức của mình, để nàng vẫn là Bạch Ngọc Quỳnh. Thực ra giáo chủ vẫn luôn có thiện cảm với Bạch Ngọc Quỳnh, nguyên nhân là bọn họ đồng bệnh tương lân. Bạch Ngọc Quỳnh là thần hồn chuyển thế của Nam Đế, lại có được thần thức của mình, là sinh mệnh độc lập. Giáo chủ cũng là thần thức thứ hai sinh ra trong cùng một thân thể. Năm đó giáo chủ vì Bạch Ngọc Quỳnh mà nói vài câu, không hề trực tiếp xuống tay để nàng biến thành Nam Đế. Ta đi cầu xin, có lẽ giáo chủ sẽ đáp ứng việc đánh thức Bạch Ngọc Quỳnh. Chẳng qua hành động lần này, sợ sẽ đắc tội Nam Đế, hắn hơi do dự, nói, Nam Đế Chu Tước rất quyết tâm thu hồi thần hồn của mình, khi Bạch Ngọc Quỳnh thức tỉnh hồn Chu Tước, chắc chắn không gạt được nàng, tất nhiên nàng sẽ cảm nhận được sự hồi phục của thần hồn Chu Tước trong người mình. Ta đi cầu kiến giáo chủ, nếu nàng biết, dĩ nhiên không dám oán hận giáo chủ, nhưng chắc chắn sẽ có ý kiến với ta. Nàng là nhạc mẫu của ta, nữ nhi gả cho ta rồi. Dân chúng Nam Thiên trên thuyền quỳ lại, khẩn cầu nói, cầu xin thần tiên cứu lấy ân công. Long Kỳ Lân biến sắc, vội vàng lách mình né tránh, Diên Khang không có phép tắc quỳ lại người khác này. Các ngươi mau đứng dậy, ta đáp ứng là được rồi, cùng lắm là đắc tội nhạc mẫu. Sắc mặt hắn ảm đạm, đi tới đi lui, nói như thế thì Bạch Ngọc Quỳnh cũng coi như là nửa nhạc mẫu của ta, cho dù đắc tội nửa nhạc mẫu, chuyện này cũng đáng làm. Dân chúng Nam Thiên các ngươi luôn cầu thần bái Phật, phó thác hy vọng cho người khác, làm sao khiến cho các ngươi tan nát cõi lòng được. Quả thật phải cần đến Bạch Nhạc Mẫu Ngọc Quỳnh. Đột nhiên khí tức của hắn chấn động, thi triển thần thông triệu hoán, trên bầu trời Diễm Minh Thiên xuất hiện khe nứt không gian, từng con cự thú thái cổ và thú vương bay ra khỏi khe nứt. Trong đó có không ít cự thú hóa thành cự nhân đội trời đạp đất. Đó là thần thông giả của thú tộc, mà thần thông giả của thú tộc này chính là hậu duệ của Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân lập tức triệu hoán hơn 10000 thần thông giả và thú vương của thú tộc, sau đó nói với Thái tử U Minh, ngươi không có đủ binh lực, không phải đối thủ của Thương Bình Ẩn và các thiên sư kia. Trước tiên ta giao cho ngươi những binh lực khẩn cấp này. Sau khi Bạch Nhạc Mẫu bị đánh thức, ta và ngươi có thể rời khỏi Nam Thiên, sau đó giao Nam Thiên cho nàng. Ngươi đến Diên Khang bằng cách nào? Thái tử U Minh nói, lần này tới Diên Khang, cho dù dùng tốc độ của ngươi thì cũng cần thời gian nhiều năm, chờ ngươi gặp Mục Thiên Tôn, chỉ sợ Bạch Thiên Sư đã bị đồng hóa rồi. Long Kỳ Lân cười nói, ta và giáo chủ tình như phụ tử, huynh đệ. Là huynh đệ tình như thủ túc. Ta thi triển thần thông triệu hoán nghịch hướng khóa chặt hắn. Ta không có pháp lực mạnh như vậy đến bên cạnh hắn, nhưng giáo chủ cảm ứng được ta, có thể triệu hoán ta qua. Hắn tràn đầy tự tin, lấy ra một viên linh đan, nói, đây là linh đan giáo chủ tự luyện chế cho ta, ta giữ lại một viên. Trên linh đan có khí tức của hắn, nhờ vào khí tức này, ta có thể khóa chặt phương hướng của hắn, thi triển thần thông triệu hoán. Hắn thôi thúc thần thông triệu hoán, vừa mới cùng Tần Mục thiết lập liên hệ ở thành nguyên giới, còn chưa kịp thúc giục sức mạnh thần thông, đột nhiên hư không chấn động kịch liệt. Một sức mạnh to lớn và sâu thẳm từ động nguyên giới xa xôi xuyên qua, không gian sụp đổ, thoáng cái kéo Long Kỳ Lân vào sâu trong không gian. Thái tử U Minh sửng sốt, đây là sức mạnh của Mục Thiên Tôn sao? Trong nháy mắt đã khóa chặt phương hướng của Long Sơn Tán Nhân, trực tiếp mang hắn đi. Đúng rồi, làm sao Long Hao Thiên Tôn có thể mở lòng từ bi, thả Long Sơn Tán Nhân ra, hơn nữa còn cho hắn nhiều binh lực như vậy. Long Kỳ Lân cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay sau đó hắn đột nhiên đặt chân xuống đất. Chỉ thấy mình xuất hiện giữa một tòa đại điện trong thái thanh cảnh vô ưu hương, ở giữa là đôi phu thê Tần Mục và Linh Dục Tú ngồi trên đó, bên cạnh có Lãng Uyển, U Thiên Tôn, Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt và Sơ Tổ Nhân Hoàng. Tần Mục và Linh Dục Tú đang tiếp khách. Vị khách này mặc y phục đỏ thẫm giống như liệt hỏa, là một phu nhân xinh đẹp, chính là Nam Đế Chu Tước.
Long Kỳ Lân giật mình thon thót, vội vàng tiến lên vài bước, thi lễ với Tần Mục, sau đó cuống quýt bái kiến Nam Đế Chu Tước, cao giọng nói, tiểu tế bái kiến Nhạc Mẫu đại nhân. Trong lòng hắn không ngừng lẩm bẩm, nhắc đến Nam Đế đến ngay. Không hổ danh là người có tốc độ đệ nhất thiên hạ. Chẳng lẽ Nhạc Mẫu cảm ứng được thần hồn Chu Tước của Bạch Nhạc Mẫu thức tỉnh, lo lắng giáo chủ sẽ làm hỏng chuyện tốt của nàng nên vội vàng chạy tới. Hắn đang nghĩ, Nam Đế Chu Tước cười mỉm nói, hiền tế tốt, quả là hiền tế của ta. Phi Nhi, đứng dậy đi. Ngươi không phải đang ở Nam Thiên sao? Chiến sự Nam Thiên thế nào? Long Kỳ Lân đứng dậy, cúi đầu, trong mắt đảo loạn, suy nghĩ nên trả lời như thế nào? Tần Mục cười nói, Phi, lần này Nam Đế mang tin vui đến, nói với ta Nam Hải đại thắng. Tình thế trận chiến Nam Hải này rất tốt, Xích Đế Tề Hạ Du Quỳ Hàng, Xích Hoàng và Minh Hoàng dẫn đầu dư tộc Xích Minh hội họp với Xích Đế, Yên Nhi ác chiến vài trận đã dập tắt hơn, phân nửa 39 lộ quân hầu Nam Thiên, sau đó áp giải quân địch về Vô Ưu Hương. Linh Dục Tú cười nói, Nam Đế muốn Diên Khang phái một đại quân khác ngăn cản bại quân của Thiên Đình tẩu thoát, tránh bại quân được đại quân Thiên Đình tiếp ứng. Long Kỳ Lân nghe hai phu thê bọn họ nói ra lời này, khẽ giật mình, giáo chủ và giáo chủ phu nhân đang giúp ta giảng hòa. Xem ra giáo chủ đã cảm ứng được điều gì? Giáo chủ, phu nhân, ta tới đây không phải là vì Nam Thiên, mà là thú giới. Long Kỳ Lân buồn bã, nghẹn ngào nói, nghĩa phụ ta Long Hào Thiên Tôn vì vi phạm khế ước của tiểu thổ bá, mà hồn phi phách tán. Phi, đức hạnh nông cạn, mà nay kế thừa vị trí nghĩa phụ, làm người đứng đầu thú giới. Nam Đế không khỏi cảm động, vui mừng khôn xiết, cười nói, vậy thì Yên Nhi nhà ta chính là nữ chủ nhân của thú giới sao? Tần Mục cười nói, chúc mừng Chu Tước tỷ tỷ. Nam Đế vội vàng nói, có gì đáng mừng? Có gì đáng mừng chứ? Long Hào là nghĩa phụ của Hiền Tế, hắn đã chết, tuy rằng trừng phạt đúng tội, nhưng ta cũng rất thương tâm. Hiền Tế, tuy ngươi là tân chủ thú giới, nhưng đừng kiêu ngạo, ngươi phải khiêm tốn cẩn thận, không kiêu không ngạo. Long Kỳ Lân nhớ tới Long Hào đối xử rất tốt với hắn, trong lòng không khỏi bi thương. Nam Đế vội vàng an ủi một phen, nói, Hiền Tế, cái chết của Long Hào là do số mệnh, không nên trách người khác, cũng không trách ngươi được. Tần Mục thở dài nói, Phi, tình cảm phụ tử giữa ngươi và Long Hào, ta biết, đừng thương tâm. Ngươi bây giờ đã trở thành tân chủ của thú giới, quả thật phải giống như Chu Tước tỷ tỷ nói, không kiêu không ngạo. Giống như ta, tự kiểm tra bản thân mình 3 lần một ngày, mỗi ngày đều phải xem lại việc làm của ngày hôm đó xem có sai hay không. Hào quang trên đỉnh đầu Tần Mục lưu chuyển, một chiếc gương sáng bay ra khỏi hào quang. Hắn nói, chiếc gương này tên là Cố Thị, là bảo vật mà mỗi ngày ta soi lại lòng mình. Hôm nay tặng cho ngươi. Long Kỳ Lân tiến lên, cầm lấy chiếc gương báo Cố Thị này. Tần Mục lại động viên, nói, chiến sự ở Nam Thiên vô cùng quan trọng, muốn bảo vệ Nam Thiên, ngươi có thể chặn lương thảo và hậu cần của Thiên Đình. Ta không thể phân thân, không thể tự mình đến, bây giờ ngươi là người đứng đầu thú giới, sức mạnh to lớn, nên bảo vệ Nam Thiên. Long Kỳ Lân nói, giáo chủ, dân chúng Nam Thiên ngu muội, làm sao để phá vỡ tín niệm về thần trong lòng bọn họ. Tần Mục trầm ngâm một lát, nói, không phải thú giới cũng có Diên Khang sao? Những người đó, ta cho phép ngươi phái đi. Long Kỳ Lân mừng rỡ, đang muốn rời khỏi đại điện này, Nam Đế vội vàng đứng dậy, cười nói, ta và Hiền Tế đã lâu không gặp, ta đi tiễn hắn. Long Kỳ Lân bất đắc dĩ, đành phải cùng Nam Đế ra khỏi đại điện. Ngoài điện, Nam Đế Chu Tước cười nói, Hiền Tế, Mục Thiên Tôn cho ngươi gương báo Cố Thị, để ta thưởng thức một chút. Long Kỳ Lân đành phải lấy gương báo Cố Thị ra, Nam Đế Chu Tước nhìn vào gương rồi nhìn sau mặt gương, không phát hiện dị thường, lúc này mới giao cho hắn, cười nói, Hiền Tế về Nam Thiên thế nào? Long Kỳ Lân cung kính nói, bẩm Nhạc Mẫu đại nhân, việc này đơn giản, ta triệu hoán nghịch hướng đến thú giới. Sau khi đến thú giới rồi, Thái tử U Minh sẽ thi triển thần thông triệu hoán để triệu hoán ta, cuối cùng ta có thể giáng lâm. Nam Đế Chu Tước gật đầu nói, bảo trọng. Long Kỳ Lân từ biệt, thi triển thần thông triệu hoán nghịch hướng trở về thú giới. Sau khi đến thú giới không bao lâu, Thái tử U Minh thi triển thần thông, Long Kỳ Lân giáng lâm từ thú giới, sau đó lấy gương báo Cố Thị ra. Nói, chiếc gương này là do giáo chủ dùng đại đạo luân hồi luyện thành, Nhạc Mẫu ta không biết đại đạo luân hồi, ta tránh được một kiếp. Có chiếc gương này, Bạch Nhạc Mẫu có thể được cứu rồi. Hắn cầm gương báo Cố Thị đến trước mặt Chu Tước do Bạch Ngọc Quỳnh hóa thành. Chu Tước kia nhìn về phía gương báo, một lát sau, hai tròng mắt Chu Tước chảy ra hai hàng hỏa lệ. Trong gương không chỉ có cả đời Bạch Ngọc Quỳnh, mà còn có thức phỉ nhân trong kiếp trước rất lâu về trước của nàng. Gương báo Cố Thị này nên gọi là gương báo Cố Thế, gương báo Cố Sự mới đúng. Khi nhìn thấy điều này, Long Kỳ Lân không ngừng thầm khen ngợi. Hắn đã từng học qua đại đạo luân hồi từ chỗ Tần Mục, nhưng đó là chuyện của trước kia. Khi đó đại đạo luân hồi của Tần Mục vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Nhưng vào năm ấy, đại đạo luân hồi của Tần Mục đã vượt qua đại đạo luân hồi do Thiên Tử khai sáng. Có điều những thứ Tần Mục học được rất phức tạp, hơn nữa mỗi thứ đều học rất bài bản,
Tinh lực của hắn dồi dào, có thể gây dựng thành tựu ở mọi lĩnh vực, còn Long Kỳ Lân không có cách nào làm được. Vì vậy, những thành tựu trong đại đạo luân hồi của Long Kỳ Lân không cao. Thế nhưng, đối với thần thông đại đạo luân hồi của Tần Mục, hắn vẫn có thể miễn cưỡng xem và hiểu được. Chỉ thấy trong gương báo cố thị, thời gian của Bạch Ngọc Quỳnh quay vòng từng kiếp, ký ức của nàng tách rời với Nam Đế. Trong gương báo, bản thân Bạch Ngọc Quỳnh như trải qua từng kiếp, thêm một đời trắc trở, câu chuyện một kiếp này lại một lần nữa đi qua, tìm lại tâm nguyện ban đầu của nàng, cũng để đánh thức ký ức, tách nàng ra khỏi Nam Đế. Chỉ có Tần Mục hiểu và đồng cảm với Bạch Ngọc Quỳnh, cho nên mới làm tất cả những việc này vì nàng. Nhưng mà Tần Mục không hề tước đi thần hồn chu tước của nàng, mà thông qua luân hồi làm ký ức gần 200 kiếp sâu sắc hơn. Đặc biệt là ở kiếp thước phỉ nhân này. Đây là kiếp thứ nhất, Bạch Ngọc Quỳnh vẫn chưa nhớ ra ký ức trong kiếp này, nhưng trong gương báo cố thị, ký ức kiếp này của nàng đã thức tỉnh. Ký ức trong kiếp này là điểm tiếp nối ký ức của nàng và Nam Đế, không có điểm kết nối ký ức này, nàng càng không biết mối quan hệ giữa nàng và Nam Đế. Có ký ức của kiếp này rồi, nàng càng hiểu nhân quả trong đó hơn. Làm thế nào để đưa ra lựa chọn, có nên quên đi tất cả các ký ức liên quan đến Nam Đế, hoặc trở thành Nam Đế, điều này thì phải xem sự lựa chọn của chính nàng. Chu tước mà Bạch Ngọc Quỳnh hóa thành ngồi trước gương báo cố thị, có lẽ trong ánh mắt rực lửa của nàng đã nhớ ra bản thân là ai mà vui mừng. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh. Chu tước lặng lặng nhìn gương báo, thì thầm, Bạch Ngọc Quỳnh của nhân tộc. Nhân tộc, lòng nàng đã có lựa chọn, trong tấm gương nàng đang luân hồi từng kiếp, ký ức về thước phỉ nhân và Bạch Ngọc Quỳnh ngày càng rõ ràng, nhưng ký ức về Nam Đế thì dần dần mơ hồ. Cuối cùng, ký ức tràn vào trong tâm trí của Chu tước như thủy triều dâng lên, đôi cánh của Chu tước giang ra. Biến đổi tư thế trong đạo hỏa, nàng trở về hình dáng của Bạch Ngọc Quỳnh. Tán nhân, Bạch Ngọc Quỳnh đã sống dậy rồi sao? Thái tử U Minh hỏi. Long Kỳ Lân có chút lưỡng lự, chậm rãi nói, tình trạng hiện giờ của nàng khá giống với tình trạng của giáo chủ và tiểu thổ bá. Thật ra giáo chủ và tiểu thổ bá là cùng một người, nhưng lại nắm giữ ý thức độc lập. Một người là nhân tộc, một người là thần ma, hai người họ có ký ức tương đồng nhau, mãi cho đến Diên Khang Kiếp mới xem như hoàn toàn tách biệt, trở thành hai người. Khi đó, tình trạng của Tần Mục rất phức tạp, nhưng cho dù thần tử Quy Khư Tần Phượng Thanh hay giáo chủ Thiên Thánh Tần Mục, thì thật ra đều là cùng một người. Tần Mục khoét mắt vứt bỏ linh hồn, lúc đó mới tính là độc lập, tình trạng của Bạch Ngọc Quỳnh lúc này ổn hơn Tần Mục nhiều. Khi đó, Tần Mục chỉ còn lại thân xác và ý thức, không có hồn phách, có thể hồn bay phách tán bất cứ lúc nào. Còn Bạch Ngọc Quỳnh ngoài có thần hồn của Nam Đế, ra thì còn có thần hồn do thiên tử đáp nạn cho nàng. Trong đạo hỏa, Bạch Ngọc Quỳnh mở mắt ra, nhưng gương báo cố thị trước mặt nàng đã nóng chảy, tan thành mây khói, không để lại dấu vết nào. Nàng đã sống lại, chẳng qua không còn sống trong thân xác của người phàm nữa, mà là bán thần. Nàng cùng lúc có được ý thức của nhân tộc và thân thể của Chu Tước. Long Kỳ Lân bước đến, nói, tiểu tế xin bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn hắn, đột nhiên phì cười, nói, ta còn chưa xuất giá mà đã có hiền tế của nữ nhi, thật kỳ lạ. Nhưng trong tâm trí nàng có ký ức về Yên Nhi. Trước khi trở thành thước phỉ nhân, nàng vẫn còn là Nam Đế Chu Tước, đã có một mối tình ngắn ngủi với Đông Đế Thanh Long, sau đó đã đưa Yên Nhi đến chỗ của Nguyệt Thiên Tôn. Trong ký ức của nàng, mặc dù có ký ức liên quan đến Nam Đế, nhưng hầu như rất mơ hồ, chỉ nhớ được những sự việc chính, còn về những chuyện khi nàng trở thành thước phỉ nhân, trở thành Bạch Ngọc Quỳnh lại nhớ rất rõ, nàng vẫn là Bạch Ngọc Quỳnh. Lúc này, nàng đã trở thành một sinh mệnh hoàn toàn mới, có liên quan đến Nam Đế nhưng lại không phải là Nam Đế. Thái Thanh Cảnh, Vô Ưu Hương, Nguyên Giới. Ánh mắt của Tần Mục chuyển sang hướng khác, không nhìn Nam Đế, cười nói, ngăn cản đường đi của bại quân Thiên Đình, đội quân mà Diên Khang có thể điều động không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nam Đế Chu Tước hỏi, xin hỏi Thiên Tôn dự định phái ai đi trước? Ánh mắt Tần Mục nhìn về phía Sơ Tổ Nhân Hoàng, cười nói, Sơ Tổ dẫn đầu đại quân của Nhân Hoàng Điện đi trước là được. Sơ Tổ Nhân Hoàng đứng dậy, hành lễ với Nam Đế Chu Tước. Ánh mắt Nam Đế Chu Tước lóe sáng, hỏi, Nam Hải của ta có nhị đế Xích Minh, có ta và Yên Nhi như cặp hổ báo, còn có đại quân phượng tộc của Xích Đế Tề Hạ Du, dùng thế lực vô song đè bẹp tàn quân của các lộ quân hầu của Thiên Đình. Vì để bảo toàn tính mạng, các lộ quân hầu của Thiên Đình sẽ bỏ chạy sang nơi khác lánh nạn. Nếu hoàng tử Tần Vũ ngăn cản đường đi, vậy thì bọn chúng sẽ giống như thú bị vây khốn. Thú bị dồn vào đường cùng rất nguy hiểm, hoàng tử Tần Vũ, ngươi có năng lực đối chọi không? Giọng điệu của nàng hùng hổ dọa người, thần quang tỏa ra xung quanh. Nghe nói hoàng tử Tần Vũ khi còn ở Khai Hoàng đã đào binh, từ bỏ Ngọc Minh Cung, từ bỏ luôn cả huynh đệ tỷ muội, thân nhân, bằng hữu. Trận chiến hôm nay, đối mặt với thú bị dồn vào đường cùng là các lộ quân hầu của Thiên Đình, ngươi có can đảm đối mặt với chiến cuộc tàn sát thê thảm như vậy không? Linh Dục Tú cau mày lại, đang muốn giải thích giúp Sơ Tổ, nhưng Tần Mục lại đưa tay cản nàng lại, khẽ lắc đầu. Nếu ngươi không ngăn được tàn quân bại tướng của Thiên Đình, những tàn quân bại tướng này sẽ tập hợp với đại quân Vô Ưu Hương của Thiên Đình.
cắn ngược lại ta một cái. Nam đế Chu Tước ngồi dậy, khí tức giống như khói lửa chiến trường, khí thế oai phong. Nàng tiến lên một bước, dùng khí thế uy nghiêm ngập trời của mình đè ép Sơ Tổ, lạnh lùng nói, ngươi không thể khiến ta tín nhiệm, ngươi đã từng có tiền lệ đào binh. Ngươi có thể đối mặt với núi sắc biển máu trên chiến trường sao? Khí thế của nàng hiên ngang, đạt đến đỉnh điểm, dường như trong biển lửa vô biên, có vô số thần ma đang vùng vẫy, tiếng kêu gào, tiếng gầm rú thê lương thảm thiết. Là một nam đế, kinh nghiệm chiến đấu của Chu Tước rất dày dặn. Từ cuộc chiến tranh giữa tạo vật chủ trong thời đại Thái Cổ, cho đến cuộc chiến giữa tạo vật chủ và cổ thần, rồi lại đến cuộc chiến giữa các thần ma vào thời đại Long Hán, khí thế của nàng hiên ngang giữa gió tanh mưa máu, chỉ cần dựa vào khí thế cũng đủ khiến kẻ yếu khiếp sợ. Tinh thần của Sơ Tổ Nhân Hoàng lập tức uể oải, thế nhưng khi hắn nhìn trực diện vào khí thế oanh liệt đó, thân hình lại giống như cột chống trời không bao giờ đổ ngã dù đất trời đổ sập. Ta có thể. Hắn hơi buồn bã, nhưng lại đáp một cách chắc như đinh đóng cột. Tay áo đổ thẫm của Nam Đế Chu Tước vung ra, sượt qua trước mặt Sơ Tổ Nhân Hoàng, biển lửa đạo hỏa biến thành biển máu, dị cảnh vô số người chết thảm hiện ra trong đầu của Sơ Tổ. Chu Tước lạnh lùng nói, ngươi còn có thể ư? Đạo tâm ngươi có điểm yếu, khi nhìn thấy chiến trường đẫm máu, chỉ cần đạo tâm của ngươi có xu thế sụp đổ, chỉ cần nỗi khiếp sợ trong lòng ngươi trỗi dậy, ngươi sẽ trở thành kẻ đào binh, khiến cho ta thất bại thảm hại. Ngươi gánh có được không? Ngươi gánh có nổi không? Tần Vũ, bây giờ ngươi rút lui vẫn còn kịp đấy. Sơ Tổ Nhân Hoàng đứng vững ngay đó tựa như trung tâm của vũ trụ, giọng nói khàn đặc, ta có thể. Nói bậy. Khí tức của Nam Đế Chu Tước chấn động, đột nhiên khí huyết và đạo hỏa nàng biến thành dị cảnh 39 khuôn mặt hung tợn và biến dạng của các lộ quân hầu Nam Thiên lao về phía Sơ Tổ. 39 khuôn mặt của quân hầu Nam Thiên đều là bán thần với hình dáng khác nhau, mà thủ lĩnh của quân hầu lại càng hung ác dữ tợn hơn. Bọn họ có hình thù quái dị, hình hài dị hợm, hung ác, che dập đất trời, lấn áp Sơ Tổ. Người thường nhìn vào dị cảnh này, đạo tâm đã sớm sụp đổ, nhưng Sơ Tổ vẫn đứng ở yên ở đó, hai tay chuyển động, không xem mình là trung tâm, vận hành khí huyết, hóa thành thiên quân vạn mã, kiên cường chống đỡ xung kích của vô số thần ma của 39 lộ quân hầu. Đợt tấn công này, vô số tứ chi bay tung tóe, cảnh tượng rất kinh dị. Nam Đế Chu Tước nhìn chằm chằm gương mặt của hắn, nhìn vào đôi mắt của hắn, dường như sắp nhìn thấu được nỗi khiếp sợ của hắn. Đột nhiên, dị cảnh khắp bầu trời ấy tan biến đi, Nam Đế Chu Tước thu tay áo đỏ thẫm lại, cười nói, Hoàng tử Tần Vũ, ta hy vọng sẽ gặp ngươi ở Nam Cương Diên Khang. Sơ Tổ chắp tay cúi đầu, cung kính chờ Nam Đế đến. Nam Đế Chu Tước đáp lễ, cúi người với đám người Tần Mục và Lãng Uyển, nói, cuộc chiến ở Nam Hải đang căng thẳng, ta phải quay về trước. Nói rồi, nàng hóa thành một ánh lửa, bay đi xa, dần biến mất khỏi Vô Ưu Hương. Tần Mục đứng dậy thi lễ, nói, Sơ Tổ, chặn đường bại quân Nam Thiên, phải nhờ ngươi rồi. Sơ Tổ Nhân Hoàng đáp lễ, không dám hổ thẹn. Nói rồi, hắn lập tức quay người rời đi. Tần Mục thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn theo hắn. Linh Dục Tú hơi lo lắng, hạ giọng nói, Nam Đế gây sức ép lên đạo tâm của Sơ Tổ như vậy, liệu có chuyện gì không? Không đâu, trái lại sẽ đánh thức ý chí chiến đấu của hắn. Tần Mục nở nụ cười, nói, trận chiến này cực kỳ quan trọng, Nam Đế không thể không cẩn thận. Sơ Tổ đã không còn là kẻ đào binh ở Ngọc Minh Cung của năm ấy nữa. Khoảng thời gian hắn dẫn đầu các tộc hành quân vào cuối thời đại khai hoàng, hắn đã lột xác rồi. Sở dĩ hắn hơi ưu sầu, chỉ vì ân hận năm đó tại sao không thể cứu tộc nhân ở Ngọc Minh Cung. Thế nhưng, cuộc chiến này sẽ là thời cơ tốt nhất để hắn thoát khỏi sự ân hận đó. Nhân Hoàng Điện, Ngọc Minh Cung, Thanh Ngọc Kinh khai hoàng. Sơ Tổ đang đi lại trong cung. Nơi đây vẫn còn lưu giữ cảnh sắc của Ngọc Minh Cung lúc bị phá hủy, tất cả đều không có gì thay đổi. Ngọc Minh Cung là nơi giáo dưỡng con người thời đại khai hoàng. Trong thời kỳ hưng thịnh, thiên cung này có rất nhiều học tử học tập tại nơi đây, có thể nói rằng đây là học phủ cao nhất, thánh địa của thời đại khai hoàng. Lúc kiếp nạn ập đến, thiên tử thi triển pháp thuật, trong nháy mắt đã tước đoạt hầu hết linh hồn của các học tử, khiến họ chỉ còn lại thân xác. Những người này vẫn còn giữ được dáng dấp lúc còn sống, giống như vẫn còn sống ở nơi này. Sơ Tổ lặng lẽ đi trong đám người, dường như trước mắt vẫn là Ngọc Minh Cung của năm đó. Bên cạnh hắn là rất nhiều học tử trẻ tuổi và những sinh mệnh còn sống sờ sờ, bên tai hắn tựa như, vẫn vang đâu đây tiếng cười nói rộn ràng của đồng học và lão sư năm đó. Hắn dừng bước, đứng lặng im, thiên tử thi pháp giáng kiếp, tất cả mọi người đều đã chết, chỉ có mình hắn thoát khỏi đại nạn, nơi này đã trở thành nỗi bi ai suốt đời của hắn. Đồng học, lão sư, lần này ta sẽ không đào binh nữa. Hắn kính cẩn quỳ lễ trước những cố nhân, khi đứng dậy lần nữa, đạo tâm của hắn viên mãn, sáng như ngọc. Sơ Tổ quay người, ra khỏi Ngọc Minh Cung, ra khỏi Nhân Hoàng Điện. Ngoài Nhân Hoàng Điện, các đời Nhân Hoàng dẫn dắt từng đại quân, lặng lẽ chờ đợi bên ngoài, không một tiếng động. Sơ Tổ nhìn đám người nhị tổ tam tổ, cuối cùng nhìn sang trưởng thôn Tô Mặc Già. Hắn nở nụ cười, trầm giọng nói, hai vạn năm qua,
Nhân hoàng điện của ta luôn che chở những người canh giữ mảnh đất này. 2 vạn năm nay, nhân hoàng từ đời này sang đời khác vẫn luôn đơn độc đối đầu với trời xanh, đối đầu với thiên đình, đối đầu với bất công thiên vị. Nhưng hôm nay của 2 vạn năm sau đã khác xa trước. Hắn nhấc chân, xuyên qua đại quân, giọng nói như sấm rền. Chúng ta có rất nhiều đạo hữu cùng chí hướng. Phía sau chúng ta là một Diên Khang đã quật khởi, từ đống hoang tàn đổ nát do các chư thần thiên đình gây ra. Tay phải của hắn chỉ về phía nam, các nhân hoàng của nhân hoàng điện cả đời này luôn che chở mảnh đất nơi đây. Đi theo ta, giết địch. Đại quân nhanh chóng đi theo. Tề Khang nhân hoàng tiến về phía trước, cười ha hả, tiểu tô tử, ngươi có làm được không đấy? Ngươi đã già rồi. Nghe thấy vậy, mặt trưởng thôn Tô Mặc Giả không cử động, liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên khí huyết sụp sôi, từ người già biến thành thanh niên trẻ tuổi, cơ bắp cuồn cuộn không gì sánh được, ôm lấy thần kiếm, ánh mắt liếc ngang qua, kiếm ý trong mắt muốn chém đứt Tề Khang nhân hoàng. Tề Khang nhân hoàng cười ha hả, khi sư diệt tổ là người tài, không hổ danh là do ta dạy dỗ. Có điều, đồ tôn của ta mạnh hơn. Các nhân hoàng cười lớn, tiếng cười thấu cả trời xanh, khiến các áng mây tan biến. Thái Thanh cảnh Vô Ưu Hương, một vị thần nhân nhanh chóng bước ra khỏi truyền tống trận, gửi thư cho quốc sư Diên Khang. Tần Mục mở thư ra, trong thư nói rằng Đông Thiên Thanh đế quá cẩn thận, tử thủ không chiến. Sau đó Giang Bạch Khuê muốn mượn món lễ vật mà Tần Mục nhận được khi thành thân. Tần Mục lấy làm kỳ lạ, cười nói, Giang sư đệ đến mượn vảy rồng của Đông Đế Thanh Long để làm gì? Giọng nói của Vân Thiên Tôn truyền đến, Đông Thiên Thanh đế và Đông Đế Thanh Long có đại thù. Quốc sư Diên Khang muốn mượn tay Đông Thiên Thanh đế đối phó với Đông Đế Thanh Long. Quả thật là diệu kế. Tần Mục hơi giật mình, hắn biết ân oán giữa Đông Thiên Thanh Đế và Đông Đế Thanh Long. Sau khi Diên Khang kiếp nổ ra, thần Tôn Vũ Cực gặp được Tần Mục, kể cho hắn nghe chuyện cũ của Thanh Đế. Thiên đình khi đó còn chưa khai thiên lập địa, Ngự Thiên Tôn ngộ đạo ở dưới một gốc cây khô, lĩnh hội ra phương pháp phát triển linh thai thần tàng. Cây khô nơi hắn giác ngộ nhận được cơ duyên này, vì vậy cây khô gặp xuân, sống lại. Gốc cây khô này chính là Đông Thiên Thanh Đế của sau này, nhưng mà quá trình này rất khó khăn. Bởi vì biến thành thần mộc, cho nên cây khô bị người khác chặt đi để luyện chế thành bảo vật, gián tiếp qua tay nhiều người trong thịnh hội giao chỉ giai đoạn đầu thời Đại Long Hán, đã từng được nghe Tần Mục và Hạo Thiên Tôn truyền thụ thành thần pháp. Sau đó, chủ nhân của thần mộc bị giết, cho nên thần mộc lại rơi xuống nguyên giới rồi cắm rễ, nhận được linh khí của trời đất, tu vi càng ngày càng cao. Nhưng mà đến thời Đại Xích Minh, nó lại bị tộc nhân chặt luyện thành bảo bối, tiếp đó rơi vào tay Minh Hoàng, bị Minh Hoàng luyện thành thần binh đế tọa, uy năng cực kỳ lớn. Đến thời Đại Thượng Hoàng, lúc ấy Thanh Đế đã là thần binh lợi khí lớn mạnh nhất, sinh ra linh hồn, nhưng hắn lại bị Đông Đế Thanh Long ngăn cản, gần như bị Đông Đế Thanh Long đánh cho đến mức hình thần câu diệt. Sau đó, Thanh Đế ngay lập tức trở thành phế vật, bị người ta vứt bỏ. Nhưng bằng lòng tin và tiếp tục sống sót, nó đã thoát khỏi thân thể bảo vật, tu thành đế tọa. Hắn được Hiểu Thiên Tôn lúc đó rất trọng dụng, xưng là Đông Thiên Thanh Đế, dùng để kìm hãm Đông Đế Thanh Long. Ân oán của hắn và Đông Đế Thanh Long cũng là từ đây mà ra. Đông Đế là chúa tể của Đông Cực Thiên, Thanh Đế là Đông Thiên Đại Đế, hai người chắc chắn sẽ đối đầu rất gay gắt, ân oán càng để lâu càng sâu, càng để lâu càng nhiều. Trong cung điện của thần Tôn Vũ Cực, Đông Đế Thanh Long ở trên bích họa, nằm sấp ở dưới chân Thanh Đế, thoi thóp và nịnh nọt cầu được sống sót, có thể thấy được hận ý của Thanh Đế với Đông Đế rất sâu. Vân Thiên Tôn nói, quốc sư Diên Khang xin vảy rồng của Đông Đế có phải là vì hồi sinh Đông Đế, để Đông Đế kéo chân Thanh Đế, buộc Thanh Đế khai chiến với hắn, nhân cơ hội này đại phá đại quân Đông Thiên, giải quyết thần ma Đông Thiên trong một lần. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể rảnh tay trợ giúp Vô Ưu Hương. Tần Mục nhìn Linh Dục Tú lập tức đứng dậy đi tìm vảy rồng của Đông Đế Thanh Long. Đông Đế Thanh Long kiêu căng khó thuần, tự cho mình cao thượng, thế nhưng thủ đoạn lại thấp kém hạ lưu, làm người khác khinh thường. Hắn là người đầu tiên đầu hàng thiên đình, làm Thanh Long Thiên Tôn, cho rằng có thể giữ được tính mạng, nhưng mà Hạo Thiên Đế nào có bỏ qua cho hắn. Tần Mục cười nói, Hạo Thiên Đế vì giết Hỏa Thiên Tôn, cho nên hiến tế hắn. Lúc ta và thê tử thành thân, Thái Sơ sai người đưa vảy rồng của Đông Đế tới, thăm dò xem có phải ta đã nản lòng rồi hay không, vì vậy ta không hồi sinh hắn. Lúc Yên Nhi và Nam Đế tới tìm ta cũng chưa từng đề cập tới việc hồi sinh hắn, cho nên ta đã quên mất việc này. Hiện giờ hồi sinh Đông Đế, cũng coi như trả lại ân huệ mà hắn đã giúp ta luyện kiếm năm đó. Vân Thiên Tôn nói, ta từng nghe người ta nói, tốt nhất là đừng nợ ân huệ của Mục Thiên Tôn, mà cũng đừng viết giấy nợ gì đó, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mấy lời này đều là vu oan. Tần Mục chưa dứt lời, Linh Dục Tú đã mang theo vảy rồng của Đông Đế đi tới, cười lạnh nói, tất cả đều là do người Thiên Tôn tung tin đồn để vu khống thanh danh bọn ta. Miệng đời có sức mạnh ghê gớm, trăm người ngàn ý, thanh danh bọn ta đều bị bọn họ làm hỏng hết rồi, đến Vân Thiên Tôn cũng tin. Vân Thiên Tôn vội vàng nói, thật ra ta không tin. Tần Mục cảm khái nói, ngươi hiểu ta, phu nhân cũng thế.
Tần Mục lấy vảy rồng của Đông Đế ra, làm phép chiêu hồn. Đột nhiên, hắn kinh ngạc, linh hồn Đông Đế không ở U Đô, cũng không ở thiên giới. Đám người Vân Thiên Tôn hơi giật mình. Nếu như Thanh Long bị giết, linh hồn vẫn còn, hẳn sẽ rơi vào U Đô. Nếu như linh hồn bị đánh nát, hóa thành cát đen, như vậy nhất định sẽ rơi vào thiên giới. Mà hai nơi Tần Mục nói đều không có hồn phách của Thanh Long, điều này quá kỳ lạ. Phải rồi. Tần Mục cười nói, Thái Sơ giết Đông Đế Thanh Long. Vậy thì hồn phách của Thanh Long nhất định đã rơi vào tay Thái Sơ, hồn phách của hắn chắc cũng bị Thái Sơ giấu đi. Vân Thiên Tôn như nghĩ ra gì đó, trung cực hư không, đại la thiên nhất khí. Cũng có thể là Thái Sơ lấy được những bảo điện tổ đình kia rồi. Hai nơi này đều có thể che đậy thần thông mà ta cảm ứng được. Tần Mục suy tư nói, nếu như là đại la thiên nhất khí của Thái Sơ thì còn được, nhưng hiện tại đại la thiên của Thái Sơ đã giáng lâm xuống nguyên giới, uy hiếp Diên Khang. Ta cưỡng ép làm phép, đoạt lại hồn phách của Thanh Long không khó. Nếu trấn áp bên trong bảo điện tổ đình, vậy thì rất phiền phức. Hắn hít một hơi thật dài, bước nhanh ra ngoài, giọng nói không kìm được sự vui sướng. Thái Sơ đưa vảy rồng tới, nhưng lại giấu linh hồn Đông Đế đi, xem ra muốn thừa dịp ta làm phép rồi tính kế với ta. Đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho hắn. Linh Dục Tú vội vàng ra khỏi đại điện, Vân Thiên Tôn cũng nhanh chóng ra ngoài, chỉ thấy Tần Mục đứng trên một mảnh đất trống, thần thức cuồn cuộn, lập tức tưởng tượng ra một tòa tế đàn lớn. Tế đàn dưới chân hắn từ từ bay lên. Nguyên khí của hắn hóa thành các đại đạo phù văn lạc ấn trên bề mặt tế đàn. Phù văn kết thành đạo văn kết thành đạo liên, hình thành lĩnh vực cơ sở nhất. Sau lưng Tần Mục, đại thiên đình trải rộng, thành ngọc kinh hiện lên, trung tâm thành ngọc kinh, trước hỗn độn điện, nguyên thần của hắn sừng sững, dậm chân xuống đất, phía trước hỗn độn điện cũng xuất hiện một tế đàn, nhưng ngược với tế đàn dưới chân Tần Mục. Vân Thiên Tôn nhìn một lát, không hiểu, nói, đệ muội, một tế đàn khác của Mục Thiên Tôn có tác dụng gì? Linh Dục Tú cũng không hiểu, nói, ắt có dụng ý. Vân Thiên Tôn gật đầu, nói rất có lý. Nhục thân Tần Mục đứng trên tế đàn làm phép, cùng lúc đó, nguyên thần của hắn làm phép trước hỗn độn điện, chẳng qua phép thuật mà nhục thân Tần Mục thi triển là khiêu hồn dẫn dắt linh hồn Đông Đế Thanh Long, mà thứ phép thuật do nguyên thần hắn làm phép lại khiến cho người ta xem không hiểu. Một sức mạnh không biết từ đâu lan ra, xâm nhập hư không, khiến người ta cảm thấy khó đoán, dịu nhẹ, mờ ảo, ẩn giấu, vô hình. Khi sức mạnh này trải rộng, xâm nhập vào chư thiên vạn giới, cuối cùng Tần Mục cũng cảm ứng được vị trí hồn phách của Đông Đế Thanh Long. Hồn phách của Đông Đế Thanh Long ẩn giấu bên trong Đại La Thiên Thái Sơ Nhất Khí. Đại La Thiên Nhất Khí của Thái Sơ hiện giờ trôi lơ lửng trên không trung của Đại Doanh Thiên Đình, ngược lại với 33 chư thiên xa xa của Vô Ưu Hương. Ngay lúc sức mạnh của Tần Mục đồng thời xâm nhập Đại La Thiên Nhất Khí, dưới đạo thụ trong Đại La Thiên Nhất Khí, Thái Sơ hiện thân, nở nụ cười tươi, bạn đang xem Mục Thần Ký tại kênh YouTube Recap Phim. Mục Thiên Tôn, ngươi vẫn tới. Ngươi luyến tiếc chiến lực của Đông Đế Thanh Long, cần hắn chinh chiến thiên hạ cho ngươi. Nhưng ngươi lại không biết, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Bên dưới đạo thụ, bên cạnh rễ cây là một chiếc bình bằng đồng thau cao cỡ một người đứng ở đó, miệng bình đóng chặt. Lúc này, miệng bình rung lắc dữ dội, dường như có một sức lực lay chiếc bình, khiến bình bị vỡ, thứ bên trong bình rơi ra. Khi truyền vào trong Đại La Thiên của ta, sức mạnh của ngươi đã yếu thế. Mà lúc này ta có thể đả thương lại nguyên thần ngươi, đả thương lại nhục thân ngươi. Thái Sơ quát lớn, nhục thân lập tức trở nên cường tráng. Kể từ những năm dài đằng đẵng đó đến nay, nhục thân của hắn luôn là thiên hạ đệ nhất, thậm chí còn có thể đỡ được những đòn công kích của người thành đạo, cho đến những năm gần đây mới bị Tần Mục vượt qua. Tần Mục luyện thành nhục thân hồng mông, sở hữu nhục thân mạnh mẽ vô song, còn vượt qua cả nhục thân thiên đế cổ thần. Mà thứ mạnh mẽ sánh ngang với nhục thân của cổ thần thiên đế là nguyên khí của hắn, tiên thiên nhất khí. Tiên thiên nhất khí chính là nguyên khí, cũng là đại đạo, có thể biến thành bất kỳ đại đạo nào trong thiên hạ. Mặc dù tiên thiên nhất khí của hắn không luyện đến mức thành đạo, nhưng cũng không thể coi thường. Hắn lấy sức mạnh thành đạo, mượn sức mạnh từ thành ngọc kinh tổ đình, pháp lực mạnh mẽ vượt xa rất nhiều người dùng đạo cảnh để thành đạo. Ngươi không ngờ được đúng không? Lúc này bảo điện của ta đã viên mãn rồi. Thái Sơ thôi thúc tiên thiên nhất khí, đại thiên đình sau lưng hiện lên, 72 bảo điện bao bọc xung quanh 36 thiên cung. Từ sau trận chiến giữa Tần Mục trong trung cực hư không, Hạo Thiên Đế không thể không rút lui. Hạo Thiên Đế và hắn cùng có nhận thức chung, hai phụ tử trao đổi với nhau, không hề giữ lại bí mật nào. Cho dù Hạo Thiên Đế hay là Thái Sơ thì đều đã tu thành 72 tòa bảo điện, sức mạnh thành đạo của phụ tử bọn họ đã đạt đến trình độ viên mãn. Pháp lực của Thái Sơ đã mạnh hơn lúc trước. Nhục thân Thiên Đế cổ thần của hắn nhấc bước, không ngừng di chuyển xoay quanh chiếc bình đồng kia. Hai cánh tay hắn lên xuống, tiên thiên nhất khí hóa thành thần thông. Dẫn dắt hồn lực của Tần Mục đi ngược lại con đường cũ. Thần thông của hắn vô thanh vô thức truy lùng sức mạnh của Tần Mục, theo khiên hồn dẫn của Tần Mục, đả thương lại nhục thân và nguyên thần của Tần Mục. Hắn đã thầm tính toán, Tần Mục đang toàn lực dẫn dắt hồn của Đông Đế Thanh Long,
Dù là nhục thân hay là nguyên thần thì đều không hề phòng ngự, lúc này giết ngược lại Tần Mục là thời cơ tốt nhất. Thái Sơ phấn chấn tinh thần, liên tục hét lên, từng chiêu thần thông lần theo nguồn gốc lao về phía Tần Mục, mà sức mạnh của Tần Mục vẫn đang không ngừng lớn lên, cỗ lay động bình đồng, nhưng chiếc bình đồng này ở trong Đại La Thiên Nhất Khí. Tuy lúc này Đại La Thiên Nhất Khí rời khỏi trung cực hư không đi vào nguyên giới, nhưng dù sao cũng là đại đạo, sức mạnh của Tần Mục đi tới nơi này bị từng tầng hư không làm suy yếu, đã không còn ở trạng thái đỉnh phong. Cộng thêm việc bình đồng bị Đại La Thiên Nhất Khí chấn áp, Tần Mục dung chuyển chiếc bình này thì chẳng khác nào chống lại toàn bộ Đại La Thiên, chống lại đạo hạnh của Thái Sơ. Thiên thời địa lợi gần như chỉ nghiêng về Thái Sơ nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong nháy mắt, hắn thi triển vô số thần thông, sức mạnh của người thành đạo phơi bày hoàn toàn. Nhưng vào lúc này, Thái Sơ giật giật khóe mắt, chỉ thấy bên dưới chiếc bình đồng kia đột nhiên hiện ra ấn ký chẳng chịt. Những ấn ký kia trải rộng thành vòng tròn, tầng tầng lớp lớp mở rộng ra phía ngoài. Ngay khi hắn phát hiện ra những ấn ký hình tròn này, ấn ký đã kéo dài từ dưới đáy bình đến nửa Đại La Thiên. Từng vòng tròn ấn ký này vô cùng kỳ lạ, trông giống như hoa văn vòng tuổi của cây, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đến được 100 triệu vòng tuổi. Đây là cây thế giới. Thái Sơ bừng tỉnh đại ngộ, nguy rồi. Hắn đang tính kế ta. Những vòng tuổi kia xoay tròn, ấn ký bên trong vòng tuổi biến thành hào quang ngút trời, âm thanh long trời lở đất vang lên. Trên bầu trời Đại Doanh Thiên Đình, bên trên Đại La Thiên Nhất Khí của Thái Sơ, đột nhiên một gốc cây to bằng nửa đại thụ của Đại La Thiên đột nhiên xuất hiện, cành lá uốn lượn, sợi rễ đâm vào bên trong Đại La Thiên Nhất Khí của Thái Sơ. Những chiếc rễ cây kia vô cùng to lớn, tựa như sơn mạch hùng vĩ, nghiền ép đại địa Đại La Thiên Nhất Khí nổ tung, khiến núi non đổ rạp. Thái Sơ trở tay không kịp, bị thân cây to lớn đánh bay, rơi xuống khỏi Đại La Thiên Nhất Khí. Đạo thụ của hắn giờ phút này cũng bị nghiền ép đến đổ rạp xuống, toàn bộ Đại La Thiên đột nhiên phát ra tiếng vang thật lớn, tách thành hai mảnh. Cùng lúc đó, chiếc bình đồng cũng nổ tung, ba hồn Đông Đế Thanh Long bay lên, bị một sức mạnh vô danh triệu hoán đi, mà gốc cây thế giới trong Đại La Thiên Nhất Khí cũng nứt ra, hóa thành vô số ánh sáng phân tán, biến mất trong không khí, chỉ còn lại Đại La Thiên Nhất Khí vỡ thành hai mảnh rơi xuống từ không trung. Trong đại doanh của Thiên Đình rất hỗn loạn. Nếu như Đại La Thiên rơi xuống, vậy thì e rằng sẽ khiến cho các đại quân doanh của Thiên Đình tử thương vô cùng nghiêm trọng. Giờ đây, vô số thần ma đang bay lên, ai nấy đều thi triển thần thông, tăng cường thể chất, biến thành cự nhân đầu đội trời chân đạp đất, thử nâng Đại La Thiên rơi xuống lên. Ngay khi họ sắp tiếp xúc với Đại La Thiên, đột nhiên một đạo hoa xuất hiện. Đạo hoa xoay tròn, càng lúc càng lớn, nâng Đại La Thiên bị rơi xuống lên. Thái Sơ tái mét mặt mày, thôi thúc đạo thụ bay tới, rễ cây đạo thụ vươn ra khắp nơi, đâm vào bên trong hai mảnh vỡ Đại La Thiên, thử nối vết nứt của Đại La Thiên lại với nhau. Đại La Thiên là lạc ấn của đại đạo trong trung cực hư không, là biểu hiện của đạo. Tần Mục có thể đánh vỡ Đại La Thiên, nhưng không có cách nào phá tan đạo hạnh của hắn. Hắn chỉ cần hợp nhất những mảnh vỡ Đại La Thiên, là có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà Tần Mục đả kích đạo tâm hắn, thì trong chốc lát không có cách nào khôi phục được. Hắn có chủ đích tính kế với Tần Mục, sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng tiếc thay Tần Mục sớm đã không còn là Tần Mục kia trong Diên Khang Kiếp nữa, dù trí tuệ hay thủ đoạn đều vượt xa hắn rất nhiều. Khi đó, Tần Mục tùy ý để cho hắn gây khó dễ, vô cùng uất ức, giống như một đứa trẻ ngốc nghếch. Mà bây giờ, tất cả giống như đảo ngược, kế sách hắn mưu đồ hơn 20 năm bây giờ ở trước mặt Tần Mục, giống như một đứa trẻ ngốc nghếch, khỏi phải nói đến việc dễ dàng bị phá vỡ, bản thân cũng bởi vì vậy mà bị trọng thương. Đột nhiên, Đại La Thiên vỡ ra lần nữa, Thái Sơ kêu lên một tiếng. Một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, hắn ngậm miệng lại, nhưng máu tươi lại sộc lên xoang mũi, phun ra từ trong lỗ mũi. Hắn vẫn bị thương, Tần Mục không những cướp đi hồn phách của Thanh Long, còn khiến hắn trọng thương. Thái Thượng Hoàng, sau này ngươi có hành động gì thì tốt nhất là báo trước cho ta một tiếng. Hạo Thiên Đế bước đến phía sau lưng của hắn, lạnh lùng nói, mỗi lần ngươi thất bại đều là một lần đả kích lòng quân của Thiên Đình, hiện tại Thiên Đình không cho phép có thêm thất bại nào nữa. Thái Sơ thắt chặt cơ bắp sau lưng. Không quay người lại, cũng không dám lau đi vết máu đang chảy trên mũi. Hắn trầm giọng nói, bệ hạ dạy trí phải, quả nhân hiểu rõ. Nhưng mà có lẽ Mục Thiên Tôn cũng bị thương rồi. Hắn tính kế ta, vừa cần triệu hoán hồn phách của Thanh Long, vừa phải lập mưu với ta, không thể tự bảo vệ bản thân, tất nhiên sẽ bị thần thông của ta làm trọng thương. Hạo Thiên Đế như cười như không nói, ngươi cảm thấy hắn thật sự sẽ bị thần thông của ngươi làm cho trọng thương sao? Thái Thượng Hoàng, ngươi vẫn tự cho mình là đúng sao? Trên đời này, người có thể dựa vào mưu kế làm hắn trọng thương đã không còn nữa. Người đã già rồi, không đấu lại hắn. Việc ngươi cần làm chính là trung thành chờ đợi sự sai khiến của ta, đừng có tự cho mình là đúng. Hạo Thiên Đế tay giơ lên, pháp lực mênh mông tuôn ra, giúp hắn cố định Đại La Thiên sắp tách ra thêm một lần nữa. Thứ kia của ngươi đã cũ rồi, không thể đối phó với hắn được nữa. Thái Sơ im lặng, sau một lúc lâu, nói, ta cảm thấy hắn cũng bị thương.
Hạo Thiên Đế không nói thêm gì nữa, sau khi giúp hắn cố định lại Đại La Thiên, trực tiếp quay người rời đi. Cùng lúc đó, Tần Mục gọi ba hồn của Đông Đế Thanh Long đến, phong ấn bên trong vảy rồng, giao cho tướng sĩ Giang Lăng. Tướng sĩ lập tức mang theo vảy rồng rời khỏi, truyền tống trở về Giang Lăng. Tần Mục thu tế đàn, thu nguyên thần, thở dài nói, quả nhiên Thái Sơ vẫn rất lợi hại, làm ta bị thương. Ta vẫn khó mà dự đoán được hắn. Hắn cũng đã tu thành 72 bảo điện, pháp lực tu vi lại lên một tầng nữa, lấy sức mạnh thành đạo càng thêm thành thục hơn. Linh Dục Tú tiến lên, lấy thuốc tới lau vết thương trên các đốt ngón tay cho hắn, đau lòng nói, lần sau không thể ép bản thân như vậy nữa. Tần Mục gật đầu, phu nhân nói chí phải. Lần sau để Thương Quân chặn hắn lại. Vân Thiên Tôn nhìn chằm chằm vết thương trên đốt ngón tay của hắn, không nói gì. Tần Mục vừa mới làm phép, triệu hoán hồn phách của Thanh Long. Khoảnh khắc Tần Mục làm phép, thần thông của Thái Sơ cũng không hề thể hiện ra dấu hiệu đánh lén, cực kỳ hung hiểm. Thần thông của Thái Sơ là lần theo nguồn gốc, tiến thẳng đến đầu nguồn của khiên hồn dẫn, quả thật khiến cho người ta khó lòng phòng bị, ngay cả Vân Thiên Tôn cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Cùng lúc đó, Tần Mục cũng ra tay, đứng trên tế đàn thi triển đủ loại thần thông, phá giải và chặn đứng từng thần thông của Thái Sơ. Đáng sợ nhất là thậm chí uy lực thần thông của Thái Sơ không thể truyền được đến bên ngoài tế đàn, thần thông hoàn toàn bị tan rã. Đây mới là điều khiến cho Vân Thiên Tôn kinh ngạc nhất. Trình độ thần thông lập đạo Mục Thiên Tôn đã cao đến mức khiến người xem không thể hiểu được. Vân Thiên Tôn đã chiến đấu với Thái Sơ nhiều lần, hiểu rõ trình độ thần thông của Thái Sơ trong lòng bàn tay, cực kỳ khâm phục Thái Sơ. Mặc dù Thái Sơ lấy sức mạnh thành đạo, nhưng trình độ tiên thiên nhất khí của hắn cũng cực kỳ kỳ cao, có thể nói là đệ nhất tiên thiên nhất khí. Tương tự, hắn cũng cực kỳ tinh thông đại đạo Thái Sơ, đạo cảnh cũng đã tu luyện tới một trình độ cao thâm, đạt tới đạo cảnh 20 mấy trọng thiên. Nhưng mà cường giả như hắn, dưới đòn đánh lén lại hoàn toàn không thể khiến uy lực của thần thông ra khỏi tế đàn. Ai cũng biết uy lực thần thông của người thành đạo khi bộc phát ra chỉ sợ có thể làm phá hủy hơn phân nửa Thái Thanh cảnh Vô Ưu Hương, nhưng uy năng lớn như vậy lại bị hạn chế trên tế đàn đều bị Tần Mục. Cuối cùng, thần thông của Thái Sơ chỉ làm tổn thương đến đốt ngón tay của Tần Mục mà thôi. Tần Mục tiếc vì thần thông của bản thân không hoàn hảo, nhưng sức chấn động ảnh hưởng đến người khác lại không gì có thể sánh được. Linh Dục Tú xử lý vết thương trên đốt ngón tay cho Tần Mục. Tần Mục ngẩng đầu nhìn không trung, chỉ thấy gương mặt to lớn của Thiên Công bao phủ phía tây, rất nhiều Thái Dương thủ kéo lấy mặt trời, tập hợp bên dưới khuôn mặt của Thiên Công, đại quân Huyền Đô đã chuẩn bị ổn thỏa. Quả thật thế lực của Thiên Đình quá lớn mạnh, hắn khẽ nhíu mày, Thiên Đình nắm giữ binh lực gấp 10 mấy lần đến gấp mấy chục lần Vô Ưu Hương và Diên Khang. Hiện tại, đại quân Thiên Đình đã bị Vô Ưu Hương chặn lại, chiến trường còn chưa mở rộng, nhưng chỉ cần chiến trường mở rộng, e rằng Vô Ưu Hương không thể may mắn thoát khỏi tai họa này. Khi đó, Thiên Tôn và người thành đạo cũng phải ra trận. Lồng ngực Tần Mục phập phồng, nguy hiểm nhất không phải Vô Ưu Hương, mà là Tây Thổ. Tây Thổ, sợ không thể giữ không được nữa. Trước khi Vô Ưu Hương đại bại, nhất định phải bình định thế lực của ba hướng Đông Nam Bắc, nếu không Diên Khang sẽ bị bao vây tiêu diệt. Đông Hải, sứ giả của Giang Lăng bước ra khỏi cổng truyền tống, rảo bước vào trận doanh của Đông Hải, xuyên qua từng đại quân thần ma của Diên Khang. Dưới lều, quốc sư Diên Khang Giang Bạch Khuê ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt không hề chứa đựng bất an, nhưng lại không tự chủ mà đứng dậy. Sứ giả kia bước nhanh đến trước mặt hắn, dâng vảy rồng của Thanh Long lên, nhẹ giọng nói, quốc sư, Mục Thiên Tôn đã gọi ba hồn của Đông Đế Thanh Long đến, phong ấn bên trong vảy rồng. Quốc sư Diên Khang nhận lấy vảy rồng, nói, vất vả rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi. Mặt tướng không mệt. Quốc sư Diên Khang chăm chú liếc nhìn hắn, nở nụ cười, tốt lắm. Khi chiến tranh bắt đầu, ngươi đi theo bên cạnh ta, theo ta xuất chiến. Ngươi đi mời Địa Đức Nguyên Quân đến đây. Không cần, ta đã đến rồi. Một giọng nói ôn hòa truyền đến, quốc sư Diên Khang nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến tiến về phía trước. Hắn vội vàng quay đầu lại, nhìn về phía kinh thành Diên Khang, Nguyên Mục vẫn còn ở nơi đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Công Tôn Yến nói, ta để bản thể ở lại kinh thành, nhục thân đến đây trước, tránh kinh động đến Đông Thiên Thanh Đế. Quốc sư Diên Khang thi lễ chào hỏi, nói, Nguyên Quân suy nghĩ rất đúng. Nếu như bản thể Nguyên Quân đến đây, cho dù Thanh Đế có hận Thanh Long thấu xương, cũng không dám xuất chiến. Hắn không xuất chiến thì không cách nào bắt sống hắn. Nghe hiệu lệnh của ta, chỉnh đốn quân ngũ. Mệnh lệnh của hắn vừa truyền xuống, từng doanh trại trên mặt biển đột nhiên vang vọng âm thanh kiểm kê quân số. Vệ Quốc Công, Thượng tướng Thiên Sách, Thái Sơn Vương, Tần Phi Nguyệt đồng loạt kiểm duyệt từng lộ quân hầu của đại quân. Trên mặt biển, doanh trại giống như tường thành dài vạn dặm. Trên bầu trời còn có từng thần thành đang phi hành, mà ở dưới biển còn có thần ma dáng người to lớn ẩn nấp, đội ngũ chỉnh tế, tùy thời chờ lệnh. Quốc sư Diên Khang tính toán thời gian chính xác đến từng giây, sau đó đột nhiên trầm giọng nói, nổi trống, 10 thần khí Đông Đế. Hắn ra lệnh một tiếng, tiếng trống rồn rập náo động rung trời, chấn động đến mức đại dương Đông Hải cuồn cuộn,
sóng lớn xé trời. Bên trong sóng lớn dâng trào, cổng doanh trại mở ra, một thần khí thanh long khổng lồ được mấy ngàn thần nhân của Diên Khang đẩy ra. Thần khí thanh long kia nằm trên mặt biển mênh mông tựa như Đông Đế đang thật sự tại thế. Thanh long uốn quanh, giơ móng vuốt, chụp lấy núi Linh Bảo phía trước để mài răng. Đó chính là Đông Cực Thiên năm đó Tần Mục tới bái phỏng. Khi ấy, Đông Đế Thanh Long thua trong tay hắn, bại trước núi Linh Bảo của Tần Mục. Mà thần khí thanh long này chính là thần khí tạo hóa của Diên Khang dựa trên hình dáng của Đông Đế Thanh Long, thần khí được luyện chế ra cùng loại với thần khí Ngự Thiên Tôn, nhưng thần khí này là thân thể máu thịt, bên trong ẩn giấu đại đạo của Đông Đế Thanh Long, uy lực mạnh mẽ. Thần khí thanh long Đông Đế vừa xuất hiện, chỉ thấy đại doanh phía đối diện, từng tòa thiên cung và thần thành liên miên không ngớt, 60 lộ quân hầu Đông Thiên của Đông Thiên Thanh Đế xuất trận, thế lực to lớn vô biên, gần như xây dựng một vùng đất cung vàng điện ngọc ở trên biển, so với trận tuyến Giang Lăng thì vô cùng nhỏ bé. Hai bên một lớn một nhỏ, binh lực cách xa, nhưng mà Đông Thiên Thanh Đế lại tử thủ trận doanh, cho dù quốc sư Diên Khang khiêu khích như thế nào vẫn án binh bất động. Nếu như Diên Khang tấn công, chắn chắn sẽ rơi vào thế bất lợi, bởi vậy chỉ có thể rằng co mãi không xong. Giang Lăng đẩy thần khí thanh long ra, đại doanh thiên đình đối diện cũng không nhàn rỗi, chỉ thấy đóng rồi cổng, một con thanh long khổng lồ hiện ra. Thanh long dữ tợn hung ác, thân thể vô cùng to lớn, tràn ngập khí vận đại đạo của cổ thần đặc thù, trấn áp Đông Hải, nhưng thanh long không có đầu rồng. Đầu rồng đã bị người ta chặt đứt, rõ ràng là nhục thân của Đông Đế Thanh Long. Thái Sơ giết Đông Đế Thanh Long, phong ấn đầu của Thanh Long Thiên Tôn vào trong hộp đưa cho Hạo Thiên Đế, mà nhục thân lại để cho Đông Thiên Thanh Đế. Diên Khang bên này chỉ có thần khí Đông Đế, mà đối diện lại là nhục thân của Thanh Long. Rõ ràng Đông Thiên Thanh Đế tính diễu võ dương oai, chèn ép tâm tư và lòng tin của quốc sư Diên Khang. Không chỉ như vậy, khí huyết trong trận doanh Đông Thiên như thiên hải treo ngược, huyết khí tràn ngập trên bầu trời đại doanh của 60 lộ quân hầu thiên đình, vô cùng dày đặc. Rõ ràng Đông Thiên Thanh Đế đã chuyển nơi sinh ra Đông Đế là Đông Cực Thiên, thánh địa tổ địa Vạn Long Xào đến đây. Khí huyết bên trong Vạn Long Xào vô cùng dồi dào, sinh cơ tràn trề, đủ để bảo vệ 60 lộ quân hầu và vô số đại quân bị chặt đứt sống lại, không sợ bị thương trên chiến trường, tựa như một thần khí tạo hóa khổng lồ. Cho dù thực lực và thế lực mạnh hơn Diên Khang, bảo vật cũng vô cùng phi phàm, nhưng Đông Thiên Thanh Đế vẫn đóng cửa không chiến đấu. Quốc sư Diên Khang Giang Bạch Khuê phất tay, ra lệnh cho mấy ngàn thần nhân di chuyển thần khí Đông Đế lui xuống, quay về trận doanh. Lúc này, một chiếc thuyền nhỏ lái ra khỏi trận doanh ra, Giang Bạch Khuê đứng ở mũi thuyền, ở giữa thuyền nhỏ là một con ngựa già màu đỏ thẫm. Con thuyền vạch ra một đường thẳng trên mặt biển, lao đến trước đầu của thần khí Đông Đế. Đối diện, trận doanh Đông Thiên vẫn rất bình tĩnh, không có người xuất chiến. Thuyền nhỏ của Giang Bạch Khuê dừng lại, Giang Bạch Khuê tháo mũ quan trên đầu xuống, đặt ở đầu thuyền, gỡ châm cài tóc và áo choàng ra. Hắn lấy kiếm và vảy rồng của thanh long ra, sau đó cầm kiếm làm phép ở trước đầu rồng. Đối diện vẫn không hề có động tĩnh gì. Đông Thiên Thanh Đế leo lên thành lâu, dù bận vẫn ung dung ngồi xuống, sai người mang rượu ngon, món ngon đến, nhìn cảnh tượng này từ xa, cười nói, tên tiểu tử Giang Bạch Khuê của Diên Khang này quỷ kế đa đoan, hiện giờ còn đang giả thần giả quỷ dụ ta xuất chiến. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên trên mặt biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, thanh quang bên trong vảy rồng bắn ra khắp nơi. Một con thanh long khổng lồ bay lên trời từ trong vảy rồng, tiếng ngâm chấn động không ngừng khiến biển cả nứt toạc, xuất hiện một đường lạch trời kéo dài hàng vạn dặm. Ngay lúc đó, trong trận doanh Đông Thiên, vô số tiếng gầm của nô lệ thần long từ Đông Cực Thiên kéo dài không dứt. Chúng ngửa mặt lên trời gào thét, khổn long tác ầm ầm chấn động. Những thần long kia là thần long của Đông Cực Thiên. Sau khi Đông Đế Thanh Long chết, Đông Thiên Thanh Đế đã chiếm lĩnh Đông Cực Thiên, bắt tất cả thanh long đời sau lại, giết được thì giết, bỏ tù được thì bỏ tù, rút gân lột da, thậm chí làm thành bữa tiệc gan rồng. Sống sót thì giáng thành nô lệ, dùng khổn long tác khóa lại, xem như gia súc cho để thuộc hạ đại quân điều khiển, dùng để chinh chiến, lấy thù hận của bản thân năm đó trả thù lại. Những thần long cảm ứng này được khí tức của lão tổ, cho nên nóng nảy đứng dậy, khiến các quân hỗn loạn, không biết bao nhiêu thần ma đồng loạt vung roi lên, không ngừng quất mạnh vào những thần long kia, đánh cho từng con thần long máu thịt be bét. Thế nhưng, khí huyết của tổ địa Vạn Long Xào Đông Cực Thiên đột nhiên bạo động, khiến vô số khí huyết của tướng sĩ Đông Thiên hỗn loạn, khó chịu cực kỳ. Sắc mặt Đông Thiên Thanh Đế tái xanh, chén rượu trong tay choang một tiếng vỡ tung. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt biển phía xa đột nhiên xuất hiện hồn thanh long. Hồn long kia vô cùng mạnh mẽ, dưới sự làm phép của Giang Bạch Khuê, không tự chủ bay về phía thần khí Đông Đế, đi vào thân thể thần khí. Dầm! Thần khí kia đột nhiên sống lại, thanh long giãn thân thể ra. Bên ngoài thân thể có rất nhiều văn phù văn thanh long đang sáng bừng lên, trông vô cùng rực rỡ. Thanh long giống to một tiếng, mặt biển nứt ra đột nhiên nổ tung ầm ầm, sau đó Đông Hải lập tức chia thành hình chữ thập, nứt về phía trận doanh đại quân Đông Thiên, khiến từng thần thành không ngừng di chuyển. Thân thể thanh long uốn quanh, nắm lấy núi Linh Bảo nhét vào trong miệng để mài răng đến mức sáng bóng,
giọng nói vô cùng vang dội. Thanh đế, sao ngươi dám xúc phạm nhục thân của ta như thế, xúc phạm đời sau của ta như thế, ta và ngươi quyết sống chết với nhau. Giang Bạch Khuê, đầu của thanh long kia rủ xuống, khổng lồ tựa như là ngọn núi cao lơ lửng trước mặt quốc sư Diên Khang Giang Bạch Khuê. Khí tức trong đó phun ra, khiến y phục của Giang Bạch Khuê bay về phía sau. Mà trên thuyền nhỏ, con ngựa già đỏ thẫm kia đã sớm bị sợ tới mức nằm sấp trên thuyền, sợ chết khiếp. Giang Bạch Khuê, ngươi cho ta bao nhiêu binh mã? Ta lao vào trại địch, mang đồ thanh đế tới cho ngươi. Quốc sư Diên Khang kéo con ngựa già đỏ thẫm lên, nghiêm mặt nói, Thanh Long Thiên Tôn, danh tướng xứng bỏ mã, bảo kiếm tặng anh hùng. Đây là ngựa hỏa long, dũng mãnh phi thường, có thể trợ giúp Thiên Tôn chinh chiến. Thanh Long cúi đầu nhìn, chỉ thấy con ngựa già gầy trơ cả xương, chỉ là một con ngựa bình thường, bị thần uy của hắn dọa đến mức tiêu chảy, run rẩy không đứng vững. Giang Bạch Khuê chí lớn quyết liệt, âm thanh như sấm, quát, Thiên Tôn ngựa đạp trời xanh, ta trợ uy nổi trống cho Thiên Tôn, chuyến này nhất định xuất quân là thắng. Đông đế Thanh Long liếc mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy quốc sư Diên Khang này và quốc sư Diên Khang đời trước đều đáng ghét giống nhau, khiến người khác cảm thấy khó chịu. Tần Mục cứu hắn ra khỏi Đại La Thiên Nhất khí của Thái Sơ, Giang Bạch Khuê dùng thần khí Đông Đế hồi sinh hắn. Đương nhiên hắn hiểu rõ ý đồ của hai người này, chẳng qua là muốn mượn sức mạnh từ cổ thần của hắn để chiến đấu cho Diên Khang mà thôi. Đông Đế Thanh Long vốn là hiện thân của sức mạnh, Giang Bạch Khuê không có cách nào đánh bại được Đông Thiên Thanh Đế, chỉ có thể chờ hắn sống lại, mời hắn ra tay. Nhưng nàng lại không đưa cho hắn một binh sĩ nào, muốn hắn đơn phương độc mã ra trận sao? Đối phương có 60 lộ quân hầu, thiên binh thiên tướng có hơn cả trăm vạn. Các vũ khí hạng nặng, các trận pháp, cộng thêm cả Đông Thiên Thanh Đế, một mình xông vào đó, khác nào tự tìm đến chỗ chết. Đôi mắt của Đông Đế bùng lên tử quang, Giang Bạch Khuê, ý của ngươi chỉ đưa cho ta một con ngựa, bảo ta đi đánh 60 lộ quân hầu Đông Thiên, lấy đầu của Đông Thiên Thanh Đế từ tay của trăm vạn thần ma. Giang Bạch Khuê gật đầu. Đông Đế nheo mắt lại, hít một hơi dài, vậy khi nào thì ngươi dẫn quân đến chi viện cho ta? Giang Bạch Khuê đáp, Đông Đế cứ tấn công ở tiền tuyến, khi thời cơ tới, ta sẽ cho xuất quân. Đông Đế nhìn chằm chằm vào tên nam nhân nho nhã này, một con ngựa, tuyệt thế bảo mã. Giang Bạch Khuê bình thản, Thanh Long Thiên Tôn, thân xác của ngươi, tổ địa của ngươi, còn có vô số tử tôn của ngươi, đều đang ở trong doanh trại địch. Ngươi có thể lựa chọn không ra trận, từ bỏ tất cả những điều này. Đông Đế cười lớn, quay người đi. Giang Bạch Khuê nhẹ nhàng nói, Thanh Long Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn đã trả hết nợ ân tình cho ngươi rồi, giờ đây không ai nợ ai cả. Nếu sau này ngươi có chết, thì đó sẽ là cái chết thật sự của ngươi. Đông Đế tim đập nhanh một nhịp, hiểu ý của hắn, quay đầu lại, nếu ta khiến hắn phải nợ ân tình ta một lần nữa, vậy thì tương lai, dù ta có chết, hắn cũng sẽ hồi sinh ta. Giang Bạch Khuê mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Đông Đế Thanh Long tiếp tục đáp, bây giờ, có cơ hội lớn để hắn nợ ân tình của ta. Chỉ cần ta giúp quốc sư đánh bại 60 lộ quân hầu Đông Thiên, lập được công lớn, hắn ắt hẳn sẽ cảm kích. Giang Bạch Khuê mỉm cười gật đầu. Thân hình vô cùng to lớn của Đông Đế Thanh Long đung đưa, càng ngày càng thu nhỏ lại, biến thành một vị hoàng đế trung niên có đầu rồng và thân người, thần thái uy nghi, hắn trầm giọng nói, dắt ngựa của ta đến đây. Giang Bạch Khuê dắt ngựa tới, đưa dây cương cho hắn. Long khí của Đông Đế lưu chuyển, xuyên vào thân thể con ngựa già màu đỏ sẫm, con ngựa già hí lên một tiếng. Chiếc bờm rung lên, những mảnh vảy rồng chui ra khỏi thân thể, vó ngựa tung ra, móng rồng sắc bén dần mọc lên, thân hình càng lúc càng to lớn, sức mạnh của long thần tỏa ra hóa thành ngọn lửa cháy ngùn ngụt vây xung quanh nó. Con ngựa này vừa mới đây thôi vẫn chỉ là một con ngựa bình thường, giờ đây đã thực sự trở thành một con tuấn mã hỏa long. Đông Đế ngồi trên lưng long mã, liếc nhìn Giang Bạch Khuê, nói, ngươi xấu lắm, ngươi là một kẻ xấu. Nói xong, hai chân hắn cùng đạp, long mã bật không nhảy lên, miệng liên tục kêu, chân dẫm mặt biển, lao thẳng về phía trận doanh Đông Thiên. Long mã phi điên cuồng, giọng nói của Đông Đế trên lưng ngựa làm rung chuyển mặt biển. Hắn lớn giọng nói, Đông Thiên Thanh Đế, còn nhớ năm đó ngươi bị ta tay không chặt đứt, đánh ngươi thành đồ phế vật hay không? Tiếng rồng của hắn truyền khắp Đông Hải, ai ai cũng nghe rõ. Năm đó ngươi được phong làm thiên hạ đệ nhất thần binh đế tọa, thế mà đứng trước mặt ta, ngươi lại bị ta dễ dàng đánh bại, đánh tan đạo hạnh, phá vỡ đạo văn của ngươi. Đông Đế cười lớn, ta tưởng ngươi đã chết, nên mới tùy tiện vứt ngươi xuống. Thật không ngờ nhà ngươi mạng lớn, thế mà vẫn sống tiếp. Không biết đã cắm rễ ngâm mình ở chốn nào. Nghĩ lại, chắc hẳn là nơi đất đai màu mỡ, rượu vàng khắp trốn. Tu tu, bên trong đại doanh Đông Thiên, tiếng kèn hiệu vang lên, Thanh Đế đứng trên thành, sắc mặt tái xanh, vung tay lên, chỉ thấy thân thể không đầu của Đông Đế bị áp giải đến. Thanh Đế cười lạnh, rội máu chó đen. Đột nhiên, một tướng sĩ mang một chậu máu chó đen đến tưới lên thân thể không đầu của Đông Đế. Đông Đế dừng ngựa lại, cười lớn, ta một ngựa đến tiền tuyến khiêu chiến, Thanh Đế ngươi vẫn là kẻ nhát gan như ngày nào, chỉ biết dùng máu chó đen để sỉ nhục thân thể của ta.
Thanh đế, ngươi chỉ xứng là một thanh củi, bị người khác cầm trong tay múa may, bất tài vô dụng. Thứ khốn nạn như ngươi, bị người khác chơi chán xong lấy làm đồ chùi mông. Thanh đế vô cùng tức giận, lạnh lùng nói, áp giải long tộc của Đông Cực Thiên ra chém đầu. Chuẩn bị trảm long đài. Lập tức, rất nhiều các tướng sĩ áp giải long tộc của Đông Cực Thiên lên đứng trên thành, bắt hậu duệ của Đông Đế Thanh Long quỳ xuống, để đầu nhô ra khỏi lỗ châu mai. Các đao phủ thần ma lần lượt nâng thần đao ma đao, tay vừa vung lên là đầu rơi xuống. Đông Đế dù hỗn loạn vẫn ung dung, cười nói, tử tôn của ta phân bố khắp chư thiên vạn giới, đâu chỉ có ngàn vạn người. Từ thiên long cho đến xà chủng, tộc nào cũng có hậu duệ của ta, ngươi cứ tùy ý giết. Thanh đế, ngươi chỉ biết nấp sau vạn quân, thật khiến người ta kinh tởm. Nếu ngươi chịu bước ra khỏi thành chiến đấu với ta, ta sẽ bái phục lòng dũng cảm của ngươi, lần nữa đánh cho ngươi hiện nguyên hình, biến ngươi thành cây gậy chọc phân. Thanh đế không nhịn nổi nữa, nhìn về phía trận doanh của Giang Bạch Khuê, phân phó tùy tùng, ta ra ngoài thành giết tên khốn này, các ngươi phải trấn thủ đại doanh, tuyệt đối không được manh động. Nếu như Giang Bạch Khuê dẫn quân tấn công, các ngươi cũng không được xuất trận cứu ta. Chỉ cần bảo vệ tốt đại doanh, không được làm loạn thế trận. Chỉ cần thế trận không loạn, Giang Bạch Khuê sẽ không thể động được đến một sợi tóc của chúng ta. Các tướng sĩ nghe lệnh, Thanh đế một mình bước xuống thành, nắm lấy đầu một thần long, vung tay quất xuống một cái, thần long bị đánh hiện nguyên hình, Thanh đế cưỡi rồng đi ra khỏi thành. Đông đế cười ha hả, lao thẳng về phía Thanh đế. Kẻ thù gặp nhau vô cùng đỏ mắt. Thanh đế không ngừng gào thét, đột nhiên sau lưng hiện ra thiên cung. Thiên cung của hắn khác hẳn với bình thường, kiến trúc của thiên cung có hình dáng của bảo thụ. Vô số cung điện chất chồng lên nhau giống như gốc bảo thụ, mà thiên cung của hắn có hơn 7 tòa. 7 gốc bảo thụ, cùng gốc cùng cội. Trước đây Đông Đế từng là cổ thần, mặc dù đã chuyển kiếp, từng tu luyện hệ thống thần tàng thiên cung, nhưng thân xác này chỉ là thần khí do thần khí tạo hóa tạo ra, cho nên không thể thi triển công pháp. Cổ thần trời sinh mạnh mẽ, trời sinh đã nắm vững đại đạo. Thần khí Đông Đế được tạo ra dựa trên thân xác của hắn, cực kỳ tương thích với đại đạo của hắn, vì vậy hắn cũng không cần phải thi triển công pháp làm gì. Ngay lúc hai người va chạm nhau, biển động sôi trào, thực lực của hai bên tương đương. Đông đế cười nói, quả nhiên ngươi vẫn là gậy chọc phân, ta vừa hồi sinh vẫn có đủ sức mạnh để tranh đấu với ngươi. Nếu như ta ở thời kỳ đỉnh phong, việc bóp chết ngươi chỉ như bóp chết một con kiến, lời còn chưa kịp nói hết, vô số rễ cây rậm rạp to lớn đã xẹt qua từ sau lưng thanh đế, biến thành những nắm đấm gỗ, liên tục oanh tạc vào mặt đông đế, khiến cho mặt hắn bị đánh đến biến dạng, răng rồng rơi ra không biết bao nhiêu chiếc. Đông đế bị đánh bay ra, đầu óc choáng váng, trong chớp mắt đã thấy hiện ra vô số xúc tu bay dưới chân. Đó chính là rễ của thanh đế. Rễ của hắn kéo dài ra giữa biển lớn, liên tục xuyên qua biển, giống như một con rồng gỗ đuổi theo đông đế. Tên khốn này, mạnh mẽ hơn lúc được gọi là thiên hạ đệ nhất thần binh đế tọa. Chỉ tiếc thân xác này không phải là chân thân của ta, chỉ là thần khí mô phỏng lại chân thân của ta mà thôi. Đông đế nhổ chiếc răng gãy trong miệng ra, thôi thúc sức mạnh của thân xác. Đột nhiên, hắn cảm nhận được bên trong thần khí đông đế có lạc ấn của từng tòa thiên cung, trong lòng không khỏi sửng sốt. Không ngờ lúc Diên Khang rèn đúc thần khí Đông Đế lại lạc ấn công pháp đế tọa của 8 chủng long tộc vào bên trong thần khí Đông Đế. Thủ pháp luyện khí này trước nay chưa từng có, vượt xa cả thời đại Thiên Đình và Khai Hoàng. Không biết ai có được thủ pháp cao thâm khó lường như vậy, không cần nghĩ cũng biết người luyện khí này chắc hẳn phải rất tỉ mỉ và đạt đến gần với cảnh giới đại đạo. Đông Đế lập tức thôi thúc nguyên khí đang tràn đầy trong thân thể đang chạy dọc theo lạc ấn vận hành của những thiên cung kia. Đột nhiên, trong thân thể hắn phun ra một luồng khí tức cuồng bạo vô song. Từng tòa thiên cung từ trong người hắn bay lên, làm uy lực của hắn nhanh chóng bành trướng. Đông đế đáp xuống mặt biển, dẫm trên mặt nước, ổn định thân hình. Dưới đáy biển truyền đến âm thanh ầm 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 chấn động dữ dội, những chiếc rễ vô cùng dày to của thanh đế bị hắn dùng pháp lực chấn áp. Thanh đế xông lên phía trước, hai vị thần chỉ mạnh nhất lúc bấy giờ đang giao tranh, chém giết đến đất trời mù mịt, tướng sĩ Diên Khang và Đông Thiên đánh chống ầm ĩ trợ chiến. Mặc dù Đông đế đã phát hiện ra sự thần bí của thần khí này, nhưng dù sao hắn cũng chưa từng tu luyện công pháp đế tọa long tộc, cho nên điều động pháp lực không linh hoạt, vẫn ở thế yếu và gặp nhiều bất lợi. Sức mạnh của thanh đế nằm ngoài dự tính của hắn, sức sống mãnh liệt rất kinh người, chặt đứt chi có thể mọc lại, chặt đứt đầu cũng có thể mọc lại. Hơn nữa đại đạo tạo hóa cũng rất ghê gớm, vết thương nào cũng sẽ lành trong chốc lát, cao thâm hơn hắn nhiều. Đông đế thanh long là thần khí huyết, trong tất cả các vị cổ thần trên đời này, khí huyết của hắn là thịnh vượng nhất, thế nhưng khí huyết của thần khí này dù mạnh đến đâu cũng không thể nào bằng chân thân hắn được. Cứ tiếp tục tình hình này, hắn sẽ nắm chắc phần thua trong tay. Nếu ta bị thanh đế đánh chết, Mục Thiên Tôn liệu có hồi sinh ta không? Trong lòng hắn có chút hoảng sợ. Công còn chưa lập được, liệu Tần Mục có cứu hắn không? Sao cái tên Giang Bạch Khuê này vẫn chưa xuất quân chứ? Trong lòng hắn càng thêm hoảng sợ, thần thông bắt đầu loạn dần. Ven biển Diên Khang, Giang Bạch Khuê đứng trên một chiếc thuyền nhỏ,
hướng về phía trận đánh trên mặt biển, cuối cùng vẫn không hạ lệnh xuất quân. Đánh vẫn chưa đủ dữ dội, phải hung bạo hơn nữa. Giang Bạch Khuê tính toán mức độ thương vong của Đông Đế Thanh Long, tính toán của hắn và Tần Mục không giống nhau. Tính toán của Tần Mục giống như là suy luận hơn, còn Giang Bạch Khuê là tính toán các phương diện của Đông Đế Thanh Long lần lượt thành những số liệu. Ví dụ như pháp lực của Đông Đế còn bao nhiêu, thần thông chiếm tỷ lệ bao nhiêu, khí huyết còn chừng nào, ý chí chiến đấu chiếm bao nhiêu phần. Cứ như thế, tổng kết lại thành một con số chuẩn xác. Con số dự liệu Đông Đế còn cách cái chết bao lâu. Mà bây giờ, trong mắt hắn, con số này càng ngày càng nhỏ. Nếu như ta xuất binh, Thanh Đế sẽ bỏ qua Đông Đế mà chạy về trận doanh Đông Thiên. Nhưng nếu như cám dỗ đủ lớn, hắn sẽ nán lại thêm một chút, muốn nếm thử mùi vị giết chết Đông Đế trước khi quân ta đến. Ánh mắt quốc sư Giang Bạch Khuê lóe sáng, con số dự liệu Đông Đế còn cách cái chết bao lâu vẫn ngày một nhỏ đi, trong lòng thầm nói. Nếu ta xuất binh, việc cần phải làm là đến bên cạnh hắn trước khi hắn kịp giết Đông Đế, bắt sống hắn. Vì vậy, khoảng cách đôi bên cần phải chuẩn bị cho tốt. Hắn vẫn đang đợi, vết thương trên người Đông Đế càng lúc càng nặng, nhưng vẫn kiên cường quyết đấu với Thanh Đế, thà chết không lùi, đợi hắn xuất binh. Trong mắt Giang Bạch Khuê, từng con số vẫn đang nhảy vọt, đột nhiên những con số trong mắt hắn dừng lại, con thuyền dưới chân hắn đột nhiên bắn ra một mũi tên. Cùng lúc đó, cánh cổng của từng tòa đại doanh trong Diên Khang trận doanh đều mở ra, vô số thần ma Diên Khang chân dẫm trên mặt biển, xếp thành đội hình hô hào xông thẳng về phía trước. Từ trong không trung, hàng ngàn cánh buồm đồng loạt phất lên, cờ bay phấp phới, các chiến hạm lớn nhỏ đồng loạt gia tăng hỏa lực của lò đốt lên cực hạn. Cùng lúc đó, dưới biển cũng có những con tàu lớn đang lướt đến. Trên mặt biển, các tộc như thần tộc, côn tộc cũng đang tiến quân tới. Mà đáy biển, từng vị thần ma chân đạp trên bề mặt, ra sức tiến lên. Giang Bạch Khuê sử dụng trí tuệ của mình đến cực hạn, đồng thời điều khiển trận thế của các đại quận trên không, trên mặt biển, trong biển vào dưới đáy biển xông thẳng vào trại địch. Trên biển, một con thuyền kỳ lạ có cửa sổ mạn thuyền giống như ngọc lưu ly, Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến đứng dưới cửa sổ mạn thuyền, tay chắp sau lưng nhìn lên. Thanh Đế nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim của hắn như đông cứng lại, nhưng nhìn thấy trạng thái thê thảm bây giờ của Đông Đế, hắn có chút do dự. Hắn mạnh mẽ hạ quyết tâm, ta có thể giết Thanh Long trước khi đại quân Diên Khang tới. Ở mũi thuyền, Giang Bạch Khuê chắp tay sau lưng, tốc độ thuyền càng ngày càng nhanh, lao tới trước mặt đại quân Diên Khang. 6, 5, 4, 3, Địa Đức Nguyên Quân ra tay. Hắn vừa nhẩm đến đây, đột nhiên có một con thuyền lớn từ dưới biển lao lên, xuất hiện giữa Đông Đế và Thanh Đế. Công Tôn Yến đứng sau cửa sổ, đối diện với Thanh Đế. Nàng giơ bàn tay lên, năm ngón tay dang rộng. Thanh Đế đang bay lên đột nhiên nghe thấy tiếng răng rắc trong da thịt, nguyên khí và thân thể hắn nhanh chóng hóa thành gỗ. Trên biển xuất hiện một gốc đại thụ vô cùng khổng lồ dễ cắm vào Đông Hải, uốn lượn như một chiếc cầu, trông vô cùng cổ xưa. Địa Đức Nguyên Quân. Thanh Đế giật mình, nguyên thần lập tức xuất hiện, bay ra khỏi thân thể, mang theo nhục thân khổng lồ của bản thân bỏ trốn. Đúng lúc này, thuyền nhỏ của Giang Bạch Khuê lao đến, 36 thiên cung và 72 bảo điện trải rộng, vây hãm nguyên thần Thanh Đế. Thanh Đế, ngươi có bằng lòng đầu hàng Diên Khang không? Giang Bạch Khuê nhốt nguyên thần của Thanh Đế lại, sau đó lập tức mở miệng nói, ngươi đã bại, không hàng sẽ chết, hàng thì chính là công thần. Thanh Đế đi quanh thiên đình của Giang Bạch Khuê, thử tìm cách chạy trốn khỏi vòng vây. Hắn quát lên, Thái Sơ bệ hạ có ơn trình ngộ với ta, đời này khó báo đáp. Cả đời này ta chỉ làm thần tử của Thái Sơ, thề chết không hàng. Nhục thân của Thanh Đế bị Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến khắc chế. Sức chiến đấu của nguyên thần kém hơn nhục thân, cho nên rơi vào trong thiên đình của Giang Bạch Khuê, từ đầu đến cuối không thể thoát ra ngoài. Thiên đình của Giang Bạch Khuê vô cùng kỳ lạ, thiên cung không hề được luyện thành từ các loại đại đạo tiên thiên, mà 36 thiên cung này được tổ hợp từ đại đạo hậu thiên, như nông lâm ngư nghiệp, thương nhân rèn đúc, đao thương kiếm tích. Hiển nhiên con đường mà Giang Bạch Khuê đi là con đường lấy sức mạnh thành đạo, nhưng lại khác với con đường lấy sức mạnh thành đạo kinh điển. Con đường lấy sức mạnh thành đạo kinh điển giống như đám người Hạo Thiên Đế và Thái Sơ là tu luyện đại đạo tiên thiên, luyện thành thiên cung, bảo điện, bước lên lăng tiêu, ngồi trên đế tọa, lạc ấn trung cực hư không, trở thành đại la. Nhưng con đường của Giang Bạch Khuê là đại đạo hậu thiên và đại đạo tiên thiên, bổ trợ cho nhau. 36 thiên cung là đại đạo hậu thiên, 72 bảo điện là đại đạo tiên thiên, hơn nữa đã hoàn chỉnh. Mặc dù trước đây hắn từng thấy những đại đạo này, nhưng có thể tu luyện đến cảnh giới cao như vậy thì hắn chưa từng thấy bao giờ. Dù hắn trốn đi đâu cũng không thoát được. Đại đạo hậu thiên và đại đạo tiên thiên của Giang Bạch Khuê có tổng cộng 108 loại, 108 bộ công pháp cấp bậc đế tọa. Công pháp tiên thiên thì còn dễ nói, dù sao từ thời Đại Long Hán đến nay, hầu hết những người có tài năng phi thường đều đã từng luyện đại đạo tiên thiên, cũng có không ít người tu luyện đến đế tọa. Từ thời Đại Long Hán đến nay, công pháp tiên thiên cấp bậc đế tọa tích lũy không 1000 thì cũng là 800, luyện thành 72 bảo điện cũng không có gì khó khăn.
nhưng công pháp hậu thiên cấp bậc đế tọa đã ít lại càng ít hơn. Từ xưa đến nay, Thanh Đế chỉ biết một người tu luyện đại đạo hậu thiên, đạt đến cảnh giới đế tọa nổi tiếng khắp thiên hạ là Khai Hoàng mà thôi. Cho dù Mục Thiên Tôn tiếng tăm hiển hách, thứ hắn tu luyện cũng không hoàn toàn là đại đạo hậu thiên, hơn nữa cũng chưa tu luyện đến cảnh giới đế tọa. Thế nhưng thiên cung của Giang Bạch Khuê lại là thiên cung do đại đạo hậu thiên hình thành. 36 thiên cung, 36 công pháp hậu thiên cấp bậc đế tọa, độ khó rất cao, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Giang Bạch Khuê đã đi con đường này, hơn nữa giờ đây còn tu luyện đến cảnh giới Ngọc Kinh. Thành Ngọc Kinh của hắn, không giống với bất kỳ thành Ngọc Kinh nào, Thanh Đế căn bản chưa từng nhìn thấy, dù hắn có đi đâu, Giang Bạch Khuê cũng sẽ ép hắn trở lại. Giang Bạch Khuê nghiêm mặt, trầm giọng nói, Thanh Đế muốn lấy thân báo đáp, trung thành gan dạ, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn đột nhiên thu 36 thiên cung và 72 bảo điện của bản thân lại, áp lực nguyên thần của Thanh Đế vừa nhẹ đi, đang muốn chạy trốn, nhưng những thống lĩnh đại quân như vệ quốc công của Diên Khang, Thái Sơn Vương, Thượng tướng Thiên Sách đã bao vây hắn lại. Đại quân ba lộ của Diên Khang bày trận thế, sử dụng trận đồ, nhốt thân thể đã mộc hóa của hắn lại, ra sức chém giết. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.